được về đây thăm quý vị tuy là lần đầu nhưng mà mình có xa lạ không? Không. Mình không có xa lạ, tại sao? Tại mình đã gặp nhau rồi, phải không? Mình gặp nhau ở trong dĩa, mình gặp nhau ở trong Facebook, mình gặp nhau ở đâu đó. Thì tất cả những hình thức quen biết nhau, nhà Phật chúng ta đều gọi là duyên hết. Duyên á thì có nhiều loại. Có khi á do người ta giới thiệu, có khi do mình tình cờ mình quen. Nhiều khi bạn bè hay vợ chồng á do đi tiệc rồi quen, do thấy mình dễ thương người ta giới thiệu. Coi như là mình được gặp nhau bằng nhiều hình thức. Có những vị Phật tử buồn quá lên mạng, gọi là đi dạo ở trên mạng, tình cờ thấy tên thầy Pháp Hòa hay là một cái bài nào đó mà cái tựa nó ngộ ngộ, rồi bấm vô nghe. Nghe rồi thì từ đó kết duyên. Thì quý vị thấy cái danh từ tương duyên á, là chúng ta là những người tương duyên á. Mình có tương duyên là những người biết hướng tâm thiện lành, cho nên chịu khó đi tìm tòi những cái điều thiện lành ở trên internet mà nghe. Vậy thì internet cũng là một cái phương tiện tạo duyên để cho tất cả các cái duyên của chúng ta gần nhau. Nếu như mà không có đường mạng internet thì có lẽ hôm nay chúng ta không gặp nhau đông đủ như thế này. Vì vậy cho nên Pháp Hòa có thể nói là hơn 1.000 vị ngồi đây, hình như Pháp Hòa không gặp được tới 10 người nữa, tại vì đường quá xa. Thì có những vị một hai người ở đây đã từng qua Canada, phần lớn còn lại là chỉ gặp nhau trên mạng. Vậy thì cái duyên của chúng ta là gì? Long distance love. Tình yêu qua đường dây. Thưa đại chúng, tương duyên là vậy. Vậy thì khi mà chúng ta đã có cái cùng một cái chí hướng, chúng ta cùng cái chí hướng thiện lành, không cần nói Phật, chỉ cần có chí hướng thiện lành, rất có thể ngồi đây có những vị không phải Phật giáo. Tại vì Pháp Hòa đã nhận rất nhiều thơ của những người không phải là đạo Phật, nhưng mà thích nghe những cái điều mà quý thầy chia sẻ để học hỏi, để làm cái hành trang, làm phương tiện cho mình trong cuộc sống. Thì chúng ta đều là những người có cái hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát, cho nên chúng ta mới đủ duyên gặp nhau. Và đã là tương duyên bằng nhiều cách, có những vị không hề biết nghe bài pháp nhưng mà nhờ bạn giới thiệu. Bạn thấy mình khổ quá, bạn nghe cái dĩa này bạn thấy hay, bạn giới thiệu. Thì cái dĩa đó bây giờ như một thang thuốc giúp cho mình, nhờ cái dĩa đó mà bắt đầu mình tìm hiểu tới những điều hay lẽ phải. Duyên hết. Và chúng ta đã tương duyên, và chúng ta đã kết duyên. Kết duyên tức là mình bắt đầu hàng ngày gặp nhau. Có nhiều vị gặp Pháp Hòa: "Thầy ơi, con cảm ơn thầy lắm, tại vì tối nào thầy cũng ru con ngủ. Tại vì nghe băng giảng đó, thầy nói rề 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 nghe ngon quá ngủ." Pháp Hòa mới nói: "Chưa đòi tiền mua tiền thuốc ngủ á." Cho nên thưa đại chúng, nếu mà mình đã có cái duyên rồi thì chúng ta phải trân trọng cái duyên. Chúng ta trân trọng cái duyên, cái bây giờ là chúng ta kết duyên nè. Rồi chúng ta tích duyên, tức là chúng ta biết quý cái duyên này với nhau. Hồi xưa ông bà mình có câu: "Trai khôn tìm vợ chợ đông, gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân." Thành thử ra muốn kiếm duyên tới chỗ đông người kiếm.
Tại vì ở trong cái chỗ đông người đó, cho nên mình tu á, mình càng gặp nhiều cái khó thì đó là cái duyên để mình tiến, cái duyên để mình nhẫn, cái duyên để mình thành tựu. Ở trong đời cũng vậy, giữa biển người mênh mông tự nhiên có người mình hạp, rõ ràng là duyên. Vậy thì trong cuộc sống này tất cả chúng ta được gặp nhau đều là duyên. Có khi người ta giới thiệu cho mình, có khi đi ăn tiệc rồi quen, có khi đi chùa rồi biết nhau, có khi đi nhà thờ quen nhau. Nói chung là trên mọi cái hình thức. Có khi người ta nhờ mang đồ tới, tự nhiên mang tới cái gặp, cái làm quen, cái từ người hai người thành vợ chồng cũng có. Cho nên nhiều việc lắm. Giống như có nhiều thầy đi tu, nhờ cái duyên gặp một thầy, nhờ cái duyên gặp hình ảnh người xuất gia. Hồi nhỏ Pháp Hòa có cái duyên là tại vì đi học mẫu giáo, ngày nào cũng đi ngang qua cái nhà của một cái ông đó, ổng thờ Phật rất là nhiều. Mà Pháp Hòa không có biết cái tượng đó là tượng Phật, nhưng mà chỉ biết rằng mình rất thích cái tượng đó, cho nên sáng nào cũng phải nhìn cái tượng đó một chút rồi đi học. Từ 5 tuổi ngày nào cũng phải nhìn rồi đi học, còn không là nhất định không vô lớp. Tại vì cái nhà ngang trường học thôi, thì ba mẹ Pháp Hòa dẫn đi học là phải tấp vô đó cho ngó vô. Mà Pháp Hòa nhớ cái tượng Đức Phật Thích Ca ôm cái bình bát. Bây giờ lớn mình mới biết, chứ hồi nhỏ là thích cái ông thầy, cái tượng ôm cái bình bát, rồi thích cái tượng chỉ tay lên trời, chỉ tay xuống đất, thích cái tượng nằm. Bây giờ mới biết là tượng này là tượng nhập niết bàn, tượng kia là tượng đản sanh, chứ hồi nhỏ là không biết, nhưng mà rất thích. Vậy thì từ nhỏ mình có cái kết duyên đó. Cho nên bây giờ mình gặp mấy đứa nhỏ mà nó thích đi chùa, nó vô chùa, thậm chí nó tới bàn thờ, nó lấy chuông, lấy mỏ chơi cũng đừng có buồn, thay vì nó chơi game, phải không? Bây giờ nó biết lấy cái chuông, cái mỏ nó chơi là nó đang kết duyên đó. Biết đâu chừng giống như hồi nhỏ mấy đứa nhỏ mà người ta thôi nôi đó, người ta lấy cái viết, người ta lấy cuốn tập, người ta lấy cục đất, người ta lấy cái lược, ta để một mâm cho nó bóc. Mẹ nó bóc nhầm cái gì cái đó, nói này nửa chắc làm đó. Đứa nào bóc nhầm cục đất nó rồi, nửa mày mẫu làm ruộng. Đứa nào bóc nhầm cái viết này, nửa lại làm thư ký. Đứa nào bóc nhầm cục phấn nó, nửa làm thầy giáo. Rồi bây giờ đứa nhỏ nào bóc chuông mỏ nó chắc nửa làm thầy chùa. Thưa đại chúng, thì tất cả chúng ta đều có cái duyên hết. Thì vợ chồng cũng vậy, vợ chồng cũng đều có cái duyên. Vợ tức là người nữ mà đã có gia đình, chồng tức là người đàn ông có vợ. Vợ chồng là tiếng Việt, tiếng Hán thì kêu là phu thê. Mà phu thê nghĩa là vợ chồng, mà vợ chồng là phải có duyên. Mà cái duyên gì thì từ từ mình tính. Không? Có khi có những cái duyên mới gặp nhau, đó là cái duyên quen biết, nhưng mà nhiều khi là nghịch duyên. Phải gặp nhau bằng cái hình ảnh đẹp vậy đó mới chịu làm chồng làm vợ của nhau. Rồi sau khi vô vọng rồi bắt đầu mới làm khổ nhau, chứ còn chưa vô vọng thì đâu có làm khổ nhau được. Cho nên phải hồi xưa sao ổng dễ thương, ổng ngọt ngào quá, mà sao giờ ổng phát thấy ghét quá. Hồi xưa không phải như vậy. Ai cũng phải chết vì mật chứ đâu ai chết vì muối. Phải không? Dạ, thành thử tất cả cái đó. Thì khi mà mình sống với nhau rồi thì có những lúc đồng cam cộng khổ, mà chúng ta người Việt gọi là tao khang hay là tàu khang. Tàu khang là mình bắt chước, mình nói theo tiếng Hoa. Ngày xưa có một ông vua tên là Quan Vũ. Thì ông vua này có một cái người quan, người quan rất là trung thành. Thì thấy cái ông này tốt quá đi, thì ông vua có một người chị gái muốn làm mai, giới thiệu người chị gái cho ông quan này, nhưng mà không biết làm sao để mà gạ hỏi. Cho nên ông vua mới tới gặp. Ông vua hỏi: trẫm nghe người ta nói thông thường người đời sang thì sang đổi gì? Sang đổi vợ hả? Giàu đổi bạn, sang đổi vợ. Ông hỏi vậy. Thì cái ông quan á, ông nhận ra cái ý của vua, cho nên ông mới nói một câu: tàu khang chi thê, bất khả hạ đường.
Bần tiện chi giao, mạc khả bất, mạc khả vong. Tàu khang chi thê, bất khả hạ đường. Nghĩa là cái tình nghĩa vợ chồng, cái thời mà ăn tao vạn khen. Tao là cái bã rượu, khang là cái cám cho heo ăn. Cái thời nghèo mà lấy bã rượu trộn với cám ăn cho đỡ lòng, cho qua cơn đói, thì bây giờ có giàu sang cỡ nào cũng không thay lòng. Ông trả lời như vậy: tàu khang chi thê, bất khả hạ đường. Bần tiện chi giao, mạc bất vong. Giúp mình nghèo hèn thì cái tình bạn giao kết vẫn không có thay đổi. Ông vua nghe như vậy, biết cái ý của ông quan này đã vững rồi. Từ đó cái chữ tàu khang nó mới lan truyền ở trong nhân gian qua cái điển tích đó. Vợ chồng đồng cam cũng khổ gọi là tàu khang. Nhưng mà mình sống với nhau rồi thì làm sao mà không có những cái hụt hẫng được. Cho nên rồi nhiều khi á, chồng không đồng ý vợ, vợ không để ý chồng, nhưng mà không nói ra, thì mạnh ai nấy ôm một cái khối bực bội im lặng. Cái đó chúng ta gọi là gì? Chiến tranh lạnh. Không ai nói với ai. Có thậm chí nhiều khi con cái nó lên nó hỏi mình, tao không biết, hỏi má mẹ. Rồi thì khi mà nó lên nó hỏi má nó, tao không biết, hỏi ba mẹ. Thì mình cái chiến tranh lạnh đó, địa ngục hàn băng. Cho nên địa ngục mà người ta nói đó, cái chữ địa ngục mà thường nói đó, định nghĩa đó, từ điển Phật học định nghĩa chữ địa ngục là gì? Dày cui, sự chấp trước, đen thùi, sự hiểu biết. Khi mà lòng mình đen và nơi nào mà dày chặt, đen tối, nơi đó là địa ngục. Thì tâm hồn của mình cũng vậy. Nếu mình dày chặt sự cố chấp, tôi làm chồng mà tại sao tôi phải xin lỗi, thì vợ mới nói tôi đâu có gì phải xin lỗi. Thì cuối cùng ai cũng ôm một cái chấp, mà cái đó gọi là chấp ngã. Chấp ngã là chấp tôi không sai. Quý vị có nhớ Việt Nam mình có cái câu chuyện, mà người chồng đi lính, rồi người vợ ở nhà chờ chồng. Thiếu phụ nam xương. Khi mà người vợ ở nhà, ổng đi lính thì trong khi vợ có mang. Rồi khi mà ổng đi lính về thì vợ có con, sanh con, ông đã nghi rồi. Vợ đi chợ nấu ăn, ông ở nhà, ông tới, ông nói con ơi con lại đây, ba ẩm con. Nó nói không không, ba tôi khuya mới về, ba tôi không có về giờ này. Tại vì người vợ thương chồng quá, nhớ chồng quá, ban đêm thắp cái đèn dầu lên, ngồi ôm con, ru con, và cái chiếc bóng của mình nó dội lên tường, thì mình nói chuyện với chiếc bóng đó, tưởng tượng như chiếc bóng đó là chồng của mình. Rồi người chồng, thì lúc mà đứa nhỏ nó khóc đó, thì người vợ mới chỉ lên vách, nói có đó, ba con đó, ba con đó. Thành thử đứa nhỏ nó nghĩ rằng ba nó ban đêm mới về. Bây giờ nó gặp ba nó thiệt, nó cũng nói không không, ba tôi không có về giờ này, khuya ba tôi mới về. Thành được cái câu nói đó làm cho người chồng thêm cái tức tối, thêm cái nghi ngờ. Khi mà người vợ nấu cơm xong, bày bàn lên bàn thờ cúng, thì ông đứng vô, ông thắp hương cúng ông bà rồi, thì ông cuốn chiếc chiếu lại, ông không cho vợ cúng. Bởi vì ông nghĩ rằng vợ mình không có đủ cái hạnh đức để mà bái lại tổ tiên. Cho nên rồi ông không nói ra, vì ông chờ vợ nói sự thật. Vợ không nói ra thì vợ nghĩ rằng mình bao nhiêu năm cực khổ ở nhà, giữ cái niềm hạnh đức đó cho chồng mà không biết, bây giờ về đây mà còn lạnh nhạt với mình. Cho nên vợ cũng không nói ra. Cuối cùng cô này đau khổ quá, không biết làm gì, thì bèn đi tự vẫn chết. Bèn đi tự vẫn chết.
Thì sau khi mà chôn cất vợ rồi thì ông về ban đêm ông phải dỗ con. Thì lúc đó cái bóng ông mới dội trên tường. Thì đứa nhỏ nó đó 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 ông ơi, bố con về rồi, bố con về rồi. Thì lúc đó ông chồng mới vỡ lẽ ra. Ông chồng vỡ lẽ ra là bây giờ thì ra vợ mình đã thương quý mình, ví mình như chiếc bóng mà mình không biết, do cái sự hiểu lầm và giữ cái sự lạnh nhạt với nhau. Cho nên Phật gọi cái loại lạnh nhạt đó là địa ngục hàng băng. Mình đã từng sống trong địa ngục đó chưa? Không cần phải vợ chồng, anh em nhiều khi gặp nhau cũng lạnh như tiền mà. Cho nên tất cả chúng ta nếu đã có duyên là vợ chồng, anh em, bà con, quyến thuộc, thậm chí đạo hữu Phật tử với nhau, đều là cái tương duyên hết. Thì cái điều gì chúng ta không thoải mái thì chúng ta kiếm cách chúng ta giải tỏa. Khi mà cái cô vợ mất rồi thì dân làng mới thương quá, mới lập cái mộ, lập cái miếu thờ cô. Và người ta đi đến đó, người ta ghi là một bài thơ: nghi ngút đầu gần tỏa khói hương, miếu ai như miếu vợ chàng trương, ngọn đèn dầu tắt đừng nghe trẻ, làng nước chi cho lụy đến nàng. Chứng quả có hai vần nhật nguyệt, giải oan chi mượn đến đàn tràng. Qua đây mới biết nguồn cơn ấy, khéo trách chàng trương khá phũ phàng. Có nên nhiều khi trong cuộc sống, cái lạnh nhạt của mình sẽ làm cho người đó khó chịu lắm. Có những em á, nó đến nó nói với Pháp Hòa: con thà là ba con chửi con, mắng con, nói cho con biết, còn hơn là ba cứ lạnh nhạt với con như vậy, con chịu không nổi. Mà mỗi lần con mời ba xuống ngồi nói chuyện thì ba nói không có gì để nói. Đau khổ lắm. Cho nên không phải chỉ là vợ chồng, mà nếu chúng ta là những người con Phật, chúng ta học được hai cái đức tánh là từ bi trí tuệ, hay là chúng ta học bốn đức tánh là từ bi hỷ xả. Bây giờ chúng ta chưa xả cái một, xả một chút cũng được. Đâu giờ xả một chút là để nghe nó nói coi nói gì. Nhiều khi nó nói xong rồi mình giải tỏ cũng nghe. Cho nên mình mới có một vị Bồ Tát tên là Bồ Tát Lắng Nghe Quán Thế Âm. Nhiều khi Ngài cũng tội nghiệp lắm, Ngài bắt cái ấn này, Ngài chịu trận nghe mình than. Còn Phật Di Lặc cũng nghe mình than riết, ông cũng đầu hàng, đưa hai tay lên trời. Trời ơi, mình tới mình nói đủ thứ hết. Tụng có một thời kinh mà mình Nam Mô Di Đà Phật, vừa rồi con tụng thời kinh Chí Thành tụng kinh niệm Phật hồi hướng công đức. Thứ nhất con nguyện ông bà cha mẹ nội ngoại hai bên, kẻ thác siêu lên người còn mạnh giỏi. Thứ hai con nguyện xa gần lớn nhỏ, phước thọ vinh ba tinh đạo Di Đà ăn chay niệm Phật. Thứ ba con nguyện phần con khỏe mạnh no ấm trọn đời, sống hưởng lộc trời thác về cõi Phật. Tụng thời kinh nửa tiếng mà khấn nhiều lắm. Phật cũng ngồi im ru bà rù mà nhăn răng cười happy quá. Ngàn người ngàn lời khấn cho Phật lắng nghe. Thì chúng ta cũng học hành lắng nghe. Đừng có biến cái gia đình mình, cái nơi đó thành ra cái chỗ lạnh. Cơm lạnh khó ăn, canh lạnh khó nuốt. Người sống mà lạnh với nhau làm sao dễ gần được. Chỉ có khi nào người chết nó mới lạnh ngắt thôi. Còn mình còn sống, còn thở là còn hơi ấm. Mà còn hơi ấm tức là trái tim chúng ta còn nóng và còn đập. Mà hễ còn nóng còn đập thì chúng ta còn cảm giác, còn có cái nhận thức. Khi nào mà người thân của mình buồn mình nhận ra không? Nhận chứ. Bữa nay nét nhìn khác tôi biết mà, phải không? Biết hết á, bởi vì mình có trái tim để cảm mà, mình có con mắt để nhìn mà, mình có cái tai để nghe mà, đóng cái cửa cái rầm là tôi biết rồi. Bữa nay dọn chén để xuống cái bóp là tôi biết rồi. Mọi lần mời anh mấy đứa nhỏ ra ăn cơm,
Bữa nay không có. Muốn kêu ổng mà không kêu. Tụi quỷ đâu rồi ra ăn cơm. Có không? Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ Việt Nam mà nhà sắp sửa cúp điện á, Việt Nam mình mà cứ tuần lễ cúp điện mấy ngày á, mà buổi chiều là sắp sửa cúp điện là nghe cái câu này quen lắm. Mấy cha nội ra ăn cơm. Trời tối rồi ăn cho con dọn. Hồi nhỏ mà nhớ là mỗi lần mà sắp sửa cúp điện là cái câu này nó răng rãng ở hàng xóm. Có không? Rồi nhưng mà khi mà nếu như mà cái nhà đó mà họ lạnh quá, họ chịu không nổi rồi bắt đầu là gì? Nó lạnh ở ngoài thôi mà ở trong nó làm sao? Nó nóng. Bực. Bực không thèm nói, cho nên lạnh ở ngoài nhưng mà ở trong bực lắm. Ở trong là lửa nó sôi. Quả diệm bây giờ nó không có quá hồng liên, mà quả diệm càng ngày càng tăng, chứ phải kiếm một cây quạt ba tiêu. Hồi xưa cái câu chuyện trong Tây Du Ký đó, mà Tôn Ngộ Không mà đá cái lò luyện thuốc của Thái Thượng Lão Quân, rồi cái lửa đó nó rớt xuống, nó rớt xuống rồi nó thành ra một cái lò lửa diệm sơn. Diệm là lửa, sơn là núi. Mà bây giờ muốn đi qua cái núi đó, thầy trò của Ngài Huyền Trang đi không được. Đi không được. Bây giờ muốn quay về. Những người muốn quay về là những người thối chí nản lòng. Duy có một người là Tôn Ngộ Không có trí muốn đi tới. Mới hỏi Tây Phương Cực Lạc ở đâu? Nó ở phía đó, phía Tây. Quả Diệm Sơn nằm ở đâu? Nằm ngay đó. Bây giờ muốn qua khỏi cái đến Tây Phương Cực Lạc là phải qua cái ngọn núi này. Cuối cùng phải đi mượn quạt ba tiêu. Quạt ba tiêu là quạt gì? Quạt cây chuối. Mà cây chuối là nó không có cái ngòi. Nó từng bẹ nó đắp lại. Lột một bẹ này, lột hai bẹ, lột ba bẹ, lát nó sạch trơn. Tượng trưng cho người muốn thắng được cái sân si của mình thì bản thân mình sống phải vô ngã. Chính vô ngã mới mình là cây chuối, cho nên mình phải học hạnh cây chuối. Mình còn ngã, mình chấp mình là hay, mình là phải, mình là đúng, cho nên lửa nó mới lên. Mà khi nó lên rồi là cái diện mạo của mình, một là xanh, hai là tái, rồi bữa nào mà nó phát ra nữa là nó đỏ rần. Mà không có bao giờ người nào mà giận mà đẹp hết á. Mà ai mà nói trời ơi em giận nhìn cũng đẹp, cái đó là ta đang gì đó. Một là ta thiệt tình, ta vuốt cho mình xuống. Còn nếu mà mình không có cơ hội mình nuốt là phừng lên nữa, biết là người ta đang ghẹo mình. Không? Em ăn, em nói, em cười, kiếp này không có hai người như em. Lúc thương á. Lúc thương á. Lúc thương á, em ăn, em nói, em cười, lúc kiếp này không có hai người như em. Nghe vậy các bắt đầu kéo vạt áo lên mân mê. Còn nếu mà có cái khăn là có anh này kỳ ghê vậy. Cho nên á, khi mà mình lạnh á, nhưng mà ở trong mình nóng, ta kêu nóng lạnh. Mà cái người nóng lạnh thì không biết đường đâu rồi. Nó giống như thời tiết của Úc vậy. Sáng nắng chiều lạnh. Không quen là bệnh chết. Thưa đại chúng, là ở Úc người ta cũng có những cái chuyện người ta nói muốn biết người Úc ra sao chờ chút xíu biết. Thật sự ra cái đó là một cái ví dụ về thời tiết, phải không? Nhưng mà ở đây mình mới nói rằng cái gì gọi là nóng lạnh. Khi mình bệnh á, là cái thân thể của mình á, nóng lạnh á, là một loại bệnh. Trước khi Pháp Hòa qua đây, trên máy bay ra phi trường là Pháp Hòa bị cảm sốt nóng lạnh. Quý vị biết là ngồi trên máy bay nó lạnh mà mồ hôi nó tuôn. Mà nó đến mức độ là phải có một cái khăn ngồi lao liên tục. Mà sợ là tới Úc là nằm bẹp mấy ngày, cho nên uống thuốc liên tục.
Rồi nhắm mắt lại nói: Quan Âm ơi, muốn con đi, Quan Âm phải hết bệnh. Mà thiệt, xuống tới Sydney là khỏe, lướt được tới bây giờ. Cho nên có nhiều cái khi cái trạng thái mình rất là bực cái người kia, gọi là nóng, nhưng mình lạnh nhạt với họ, mình không nói chuyện với họ, gọi là lạnh. Đó là một cái địa ngục vô gián. Địa ngục vô gián, vô gián là gì? Là không bao giờ chấm dứt, gián đoạn sự khổ. Người đó đi ra mình cũng thấy bực, người đó lên lầu mình cũng thấy bực, người đó bới tô cơm ăn mình cũng thấy bực, bới tô cơm mà lỡ rớt mấy hộp cơm mình cũng bực nữa, ăn xong mà không rửa chén mình cũng bực nữa, mà rửa xong úp không đúng chỗ mình cũng bực nữa. Tại vì khi mà bực rồi là cái gì nó cũng bực, kêu bực bội. Bội tức là chỗ nào mình cũng có thể bội được. Rồi thì khi mà nóng lạnh hết rồi thì bây giờ bắt đầu tới gì? Tới một ngày nào đó mình chịu không nổi, mình bung ra, bắt đầu hết mình chiến tranh lạnh, rồi bắt đầu chiến đấu. Mà chiến đấu là trước hết là đấu khẩu. Đấu khẩu trước, nói qua nói lại một câu. Rồi đôi khi mình thiếu tế nhị hơn, mình đấu khẩu giữa hai vợ chồng, nhưng mình lại đem luôn cả dòng tộc, cha mẹ bà con ra mình mắng luôn. Tôi không bao giờ quên đâu, hồi đó má bà làm khổ tôi. Tôi không bao giờ quên đâu, hồi đó má ông làm khổ tôi. Bởi ông cũng giống bà lắm. Nhiều khi tôi nhìn thấy ông là tôi thấy bà rồi. Có không? Thưa đại chúng, tất cả những cái đó không có gì hết. Nó là một cái gì rất thật trong cuộc sống của chúng ta. Mà chúng ta học Phật là để chúng ta nhận biết những cái trạng thái của tâm. Nóng, lạnh, buồn, vui, nó tâm hành mà. Tâm hành tức là những cái tâm nó liên tục, nó biến khởi. Mà người tu của chúng ta thường nói là tu tâm á, thì chúng ta phải biết tâm mình đang biến khởi cái gì để chúng ta tu nó. Mà tu được nó tức là gia đình mình ổn. Mà gia đình mình ổn thì gọi là tu nhà. Mà hễ mà tu nhà mà ổn rồi, mình ra tiệm, ra chợ, ra chỗ mình làm việc cũng tu được, gọi là tu thị. Vì sao mình có tu thị, tu gia được? Là tại vì mình có tu chùa. Tu chùa tức là mình về chùa mình học Phật. Nãy giờ Pháp Hòa nói cũng không ngoài cái điểm là chúng ta tu tập học Phật để chúng ta nhận biết giáo pháp của Phật soi sáng cho mình. Cho nên pháp của Phật đó là hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Nếu mình muốn đưa gia đình mình lên hướng thượng thì buộc lòng mình phải học tốt để đưa gia đình mình lên thiện. Thiện là tốt, thượng là cao. Mình muốn đưa cái gia đình mình lên cao thì phải học cái tốt. Cái gì tốt mình học. Không bao giờ giận mà chúng ta nói được những lời dễ thương. Giận là luôn luôn nói những lời không dễ thương. Mà hễ chồng là Quan Công thì vợ là Quan Âm. Chứ nếu mà chồng là Quan Công mà mình là bình lửa, mình chồng là lò lửa mà mình là bình xăng nữa thì nó đốt hết. Cho nên Quan Âm mới cầm bình nước có nhành dương liễu. Tại sao không cầm cái nhành khác mà cầm nhành dương? Bởi vì nhành dương liễu mềm mỏng, tùy thời mà đưa nhưng mà không có gãy. Mình sống cũng vậy. Có những lúc mình biết sống là phải hiểu nhau. Sống là phải hiểu nhau. Vì hiểu nhau cho nên mới nhịn được nhau, cho nên mới nhường được nhau. Không hiểu nhau làm sao nhường nhịn được. Cho nên đó, vợ chồng còn được gọi là bạn đời. Vợ chồng còn gọi là bạn đời. Những người bạn trong cuộc đời mình, mà người bạn đời này là người thân gần với mình nhất, mình phải hiểu người đó nhất. Và ngược lại người đó cũng hiểu mình nhất.
truyền thống Việt Nam mình á, mỗi khi mà đám cưới á, vợ chồng xoay lại xá nhau một xá, cái đó gọi là tương kính như tân, quý trọng nhau như bạn. Chứ vì kính trọng nhau như bạn cho nên mình sẽ cẩn thận cái lời nói của mình. Mình chiến tranh lạnh xong rồi mình bắt đầu đấu khẩu, mà hễ mà đấu khẩu mà nặng nề nữa thì tới gì? Tới gì? Đánh lộn. Hồi nãy là gây lộn, biết lộn mà cũng gây rồi đấy. Rồi bây giờ mới đánh, bắt đầu mới đánh. Cái này không phải Pháp Hòa nói cái chuyện của người ta, nhưng mà Pháp Hòa nói một cái ví dụ để đại chúng, cái câu chuyện này có thật để đại chúng mình nghe, mình hiểu. Cách đây 2 năm, có một người phụ nữ, chồng đi làm về, thì ông chồng mới nói mệt, thì bà vợ mới nói đi tắm đi rồi ra ăn cơm. Thì ông chồng nghe như vậy thì xong rồi, thì ông chồng đứng dậy, thì ông chồng ngồi ngay cái miếng đất, miếng dưới sàn luôn. Bà vợ mới tưởng ông chồng mới làm biếng, không chịu đi tắm mà nằm ngay giữa đường ngủ. Bà tức cái mình, bà đi vô trong phòng tắm, bà lấy cái cây máng màn tắm, bà đem ra bà đập ổng. Thì trong khi mà đập ổng đâu được 1-2 cây gì đó, thì ông này nhồi máu cơ tim, heart attack chết. Thì thằng con nó ở nhà nó thấy rõ ràng là má đánh, thì bắt đầu kêu cảnh sát tới. Kêu cảnh sát tới thì bà phải vô tù. Rồi điều tra đủ thứ hết, bây giờ cái nhà nó tan nát. Thằng con bây giờ nó đứng về phía bên nội nó thưa má nó. Trước khi Pháp Hòa qua đây, bà có lên khóc với Pháp Hòa. Bà là người ngoại quốc, thì bà khóc với Pháp Hòa rồi bà nói bây giờ cái nhà của bà muốn giữ cho đứa con, nhưng mà bây giờ đứa con nó cứ đem luật ra nó xử, thì bây giờ cái nhà phải bán đi, rồi chia tiền cho nó phân nửa, rồi cộng thêm á, cái tiền mà nó dưới 18 tuổi á, nó kêu là child support á, bà phải bù thêm vô cho nó nữa. Coi như mất hết. Thì Pháp Hòa mới thưa đại chúng là trong đó là một trong muôn ngàn những câu chuyện mà chúng ta được nghe, được thấy trong thế giới con người của chúng ta. Và thưa đại chúng, ở trong kinh nói địa ngục ở đâu? Nơi nào có chúng sanh, nơi đó có địa ngục. Nghĩa là gì? Bởi vì còn chúng sanh là còn tham sân si, mà còn tham sân si là còn gây gỗ, tranh chấp. Thậm chí quý vị thấy như vợ chồng còn có những cái việc như vậy. Và mình nghe hoài báo chí cứ đăng chồng đâm vợ, giết vợ liên tục. Cho nên cái khi mà chúng ta sống với nhau, lạnh nhạt với nhau, rồi gây gổ với nhau, như mới vừa đây cách đây chừng tháng đó, một ông đi làm ở bên Mỹ rồi gây gổ với người boss. Người boss đuổi việc, ông về nhà móc cây súng vô trở lại hãng, ông bắn cái người mà đuổi việc ông. Rồi sau đó ông tự vẫn luôn ở bên Mỹ. Nhiều lắm. Cho nên thưa đại chúng, rồi sau khi mà gây với nhau, đánh với nhau, rồi cuối rồi kết đó là gì? Rồi bỏ đi. Chồng về nhà của chồng, tới nhà bạn ngủ. Vợ đi về nhà ba mẹ ruột ngủ. Mà hễ mà ba mẹ mà gả con rồi mà thấy tự nhiên nửa đêm xách gói về là biết rồi đó. Không dám hỏi, nhưng mà biết có chuyện. Rồi cha mẹ bắt đầu lo lắng. Rồi cuối cùng bỏ điên thời gian rồi thì bắt tới gì nữa? Ly dị, chia tay, kiện tụng. Mà cứ chia tay là phải có kiện tụng. Nói như vậy đó là nói những cái gọi là bất đồng, những cái bất hòa trong những gia đình của chúng ta. Bây giờ Phật dạy vợ chồng hạnh phúc thì nên thực tập 4 điều. Người ta thường nói đồng vợ đồng chồng, tác biển đông cũng cạn. Đồng tâm, đồng chí, đồng hành. Cái gì mà cũng đồng thì việc thành như không. Thì thưa đại chúng, Đức Phật có dạy chúng ta
Nếu như chúng ta có duyên là vợ chồng thì chúng ta hãy là người đồng tính. Đồng tính tức là gì? Tức là cùng một niềm tin. Cùng một niềm tin là vợ chồng có thể làm cho cái gia đình này hạnh phúc. Nếu mà nói về đức tin, tín ngưỡng, cùng một cái tín ngưỡng cũng vẫn đỡ hơn, đỡ có sự xích mích. Tuy rằng á, lúc đầu nói đạo ai nấy giữ, nhưng mà khi đi vào có con cái rồi nó cũng khó lắm. Những người mà cởi mở thì nó khác, và những người không cởi mở thì nó rất là khó xử. Cho nên vợ chồng mà cùng một đức tin, ví dụ như á, chồng đi chùa, vợ cũng đi chùa, hai vợ chồng cùng ở chùa, ở tới khuya không sao hết. Nhưng mà nếu chồng đi chùa mà vợ không đi, hay là ngược lại, thì một người nào mà đi hồi hộp lắm, đi phải canh về sớm. Mà nhất là mấy cô, chồng mà ở nhà mà mấy cô mà đi chùa là mấy cô hồi hộp lắm, tại lát về sợ dũa. Mà cái đó là một cái khó chịu. Cho nên nếu mà mình cùng đồng một cái đức tin với nhau, một cái tính với nhau, thì sẽ làm cho nhau thêm hạnh phúc. Pháp Hòa đã từng gặp, mà Pháp Hòa nghĩ rằng ở đây cũng có rất nhiều gia đình vợ chồng con cái cùng tu nó đỡ lắm. Bây giờ cha mẹ mà đi chùa mà con cái không đi, mà nó 14, 15 tuổi nó ở nhà mình cũng lo lắm. Đi rồi cũng phải tranh thủ về, tại mình sợ nó ở nhà nó đi chơi với bạn bè, hay là nó không lo học hành. Cho nên mấy con nhớ 14, 15 tuổi mà ba mẹ có rủ đi chùa con cứ đi, đi cho ba mẹ yên tâm. Nhiều khi cái món quà mà con tặng cho cha mẹ lớn nhất là con đi chùa với ba mẹ. Ba mẹ cũng chẳng cần con phải mua quà gì, mà con đi chùa với ba mẹ, con vô chùa con lại Phật với ba mẹ, thì ba mẹ đủ vui rồi. Tại vì ba mẹ biết rằng cái nơi đó là nơi thiện lành mà ba mẹ mong mỏi con đi tới. Bây giờ con đi tới con nói con không hiểu tiếng Việt, không có sao hết, ít nhất con cũng thấy được hình ảnh chùa, và con biết đây là văn hóa truyền thống. Con chưa nghe được cái tiếng, nhưng mà con hiểu được cái cảnh. Rồi mai mốt mà ba mẹ có trăm tuổi già thì con biết con phải đi về đâu để tìm người giúp đỡ lo lắng cho ba mẹ, và con tiếp tục con duy trì những cái đó cho cha mẹ. Cho nên cái món quà mà các con có thể tặng cho ba mẹ được là cùng với ba mẹ đi chùa. Hay là một tháng con cùng với ba mẹ ăn chay một ngày. You can join your family, your parents for a full day of vegetarian to show your love, to show your communication. Đó là đồng tính. Rồi thứ hai là gì? Rồi đồng giới. Đồng giới nghĩa là vợ chồng cùng cái xí chí nguyện tu hành với nhau. Thí dụ như là Pháp Hòa thấy nhiều khi vợ quy y, chồng không chịu quy y. Rồi cái vợ vô chùa nói con ghi lên luôn cho ông xã con quy y, nhưng mà ổng biết vậy đó, quy y giùm mà. Có không? Có vụ quy y giùm. Cái đó là tại vì vợ thương quá, muốn chồng mình cũng quy hướng Phật Pháp. Nhưng mà có một cái nỗi khổ là nhiều khi vợ không nói ra được. Cho nên nếu nhiều khi á, vợ chồng mà coi phim mà vợ mà nghe giảng là cũng cả một vấn đề. Cho nên rất là khó. Thì bây giờ mình cùng với nhau, Phật dạy để hạnh phúc gia đình mình tăng trưởng, mình chịu khó một chút. Pháp Hòa ví dụ như là có nhiều khi vợ tu á, cũng đừng, hay là cha mẹ tu á, cũng đừng bao giờ từ chối những cái bữa tiệc con cái mời. Có nhiều khi con cái mời đi ăn, nói thôi ba mẹ ăn chay, ba mẹ không đi. Đừng có đặt cái chuyện đó là quan trọng. Cái quan trọng là mình đi với con cái. Còn cái chuyện mình ăn cái gì là tùy theo cái thích của mình. Thí dụ như mình ăn salad, mình ăn cái gì là chay mình cứ ăn. Mà cái quan trọng là con cái muốn có sự có mặt của mình, thì mình không nên từ chối. Mình muốn con mình đồng tính, đồng giới với mình, mà mình không đồng với con thì làm sao được.
Quý vị nhớ là Phật đi về với chúng sanh, chứ hiếm khi chúng sanh về với Phật. Mình là quên Phật dễ dàng, chứ còn Phật đâu có quên mình. Cũng giống như là mình nhớ người yêu mình nhiều hơn, chứ ít khi nào mình nhớ cha mẹ. Nguyễn Bính cũng có câu đó: mẹ cha thì nhớ thương mình, mình đi thương nhớ người tình xa xôi. Thành thử ra bây giờ quý vị biết đó, cái chữ đồng ở đây có nghĩa là đôi khi nếu mình thấy người kia chưa đi đồng với mình thì mình chịu khó lui về để mình đồng với người ta. Cái tu là cái chỗ đó. Mình có thể chạy bộ thì cũng chẳng xá gì phải đi bộ. Mình chạy còn được mà huống chi đi bộ, mà trong khi người ta chỉ đi bộ thôi. Thì thay vì mình đi bộ mình chạy trước thì thôi mình lui lại mình đi. Quý vị để ý nha, có nhiều khi á, hai vợ chồng đi chung đi chợ, ổng đi ta te đằng trước, đi trước cho rốt cuộc đứng đằng kia ổng ngọn chờ. Có không? Có gì không đi nhanh. Cho nên nhiều khi có cái câu người ta mới nói đó: muốn đi cho mau tới thì hãy đi một mình, còn muốn đi tới đích thành công thì đi chung. If you want to arrive sooner, you go by yourself. If you want to completely successful, go together. Cho nên mình đi, mình là người tu. Bây giờ tạm thời mình nói mình có tu đi, ông kia có tu, bà kia chưa tu thì mình tu. Thì mình là người có tu thì không chấp trước chi những người chưa tu, mà mình phải đồng mình với người đó để mình cảm hóa được người đó. Hồi Pháp Hòa đi học high school, đi vô trong lớp, trong trường, những người bạn cùng lớp không bao giờ gọi Pháp Hòa là ông thầy tu. Một là gọi chú tiểu, hai là gọi tên nói chuyện. Mà có một đứa bạn học, nó mới bắt đầu biết Phật thôi, nó đi tới đâu ta kêu ê ông thầy tới kìa, tại nó gặp ai nó cũng giảng hết đó. Còn những đứa bạn cùng một lớp với Pháp Hòa đó, nó ngồi ở ngay cái locker, nó ăn, Pháp Hòa cũng ngồi dưới đất ăn với nó. Nó vô trong cái quán cafeteria, cái canteen nó ăn, Pháp Hòa cũng vô ngồi đó. Thì nó ăn gì nó ăn, mình cứ lấy bánh mì tàu hũ, bánh mì chả lụa mình ra mình ăn bình thường. Mà riết rồi từ từ nó đi theo Pháp Hòa về chùa. Thì Pháp Hòa muốn nói như vậy để thưa với đại chúng là trong gia đình của chúng ta cũng vậy. Mình đôi khi á, mình hướng con chiều à, trời sao con tu quá, mười người nhà con không chịu tu. Bây giờ mình phải nhìn lại cái cách đi của mình. Mình đi kiểu đó sao ta đi nổi. Chủ nhật ngày có mấy tiếng đồng hồ mà niệm Phật hết 6 tiếng rồi. Bắt niệm Nam Mô Di Đà Phật 6 tiếng đồng hồ. Rồi đi vòng vòng nữa, rồi lả người, rồi làm gì nổi nữa. Cho mình tu làm sao có giờ có giấc để người thân của mình cùng tu được với mình. Bây giờ con mình không ăn chay được nhiều, một tháng ăn ngày ăn chung. Mà đừng có rằm mùng 1 gì hết. Không cần rằm mùng 1. Thí dụ như mỗi thứ chủ nhật hay mỗi thứ hai ăn chay đầu tháng, cái thứ hai đầu tháng nấu một ngày chay đó cả nhà cùng ăn. Cái đó là Bồ Tát quyền thừa, là những vị Bồ Tát biết ứng dụng phương tiện đi gần với chúng sanh. Cho nên xin thưa, tại sao các Bồ Tát có tóc, Quan Âm có tóc, Thế Chí có tóc, Văn Thù có tóc, Phổ Hiền có tóc, rồi đeo vàng vòng tùm lum, nói Bồ Tát tu biểu Phật tử đừng đeo, Bồ Tát đeo tùm lum. Nó có cái ý là tượng trưng rằng Bồ Tát độ chúng sanh thì không rời chúng sanh. Chúng sanh để tóc mình cũng để tóc, chúng sanh đeo những cái đó mình đeo. Ý tượng trưng là Bồ Tát là lân mẫn gần gũi với chúng sanh, chứ chúng ta không rời chúng sanh được. Thí dụ bây giờ quý thầy đi giảng kinh, giảng pháp, mà lúc nào cũng đem kinh ra nói, quý vị nghe sao vô. Thỉnh thoảng cũng phải nói chuyện đời sống hàng ngày gia đình qua lời của Phật dạy. Mà đạo Phật là đạo cho con người sống tốt, sống vui, sống hạnh phúc là đúng với đạo Phật. Còn đạo Phật mà để nói xong rồi mình lơ lửng trên mây không là không phải của đạo Phật. Đạo Phật là đạo cho con người. Con người còn ăn, Phật dạy ăn mà ăn có chánh niệm.
Con người còn có gia đình, sống với vai gia đình, vợ chồng con cái, thì Phật dạy những bài kinh liên hệ tới vợ chồng con cái, chẳng hạn như kinh Thiện Sanh. Con người còn làm ăn buôn bán, có chủ có tớ, Phật dạy một bài kinh chủ đối với tớ, tớ đối với chủ. Thí dụ Phật dạy là người chủ đối với người làm nè, phải sử dụng người làm cho đúng cái khả năng của họ, phải trả lương cho đàng hoàng, không ép công ép sức người ta. Thỉnh thoảng thấy người ta mệt mỏi phải cho người ta nghỉ ngơi. Gia đình người ta hữu sự, chủ phải quan tâm. Phật dạy vậy đó. Rồi Phật dạy người làm đối với chủ phải tận tâm làm việc cho chủ, phải coi tài sản của chủ như của mình để mình giữ gìn, không tán hao của chủ, không vì giận chủ mà làm cho nó tiêu. Rồi phải làm cho đúng việc, đúng cái đồng lương mình phải trả cho mình. Cho nên Đức Phật là một con người, Đức Phật là một con người sanh ra trong con người, thì Phật phải nói chuyện con người, Phật phải học tiếng nói của con người. Ý là học tiếng nói tức là con người nói như vậy, Phật nói vậy. Cho nên Phật dạy Phật tử thọ ngũ giới, ý thức được khổ đau, đừng giết người hại vật. Ý thức được lẽ không công bằng, cho nên không trộm cắp. Ý thức được sự mất hạnh phúc của mình, của người, cho nên không tà hạnh ngoại tình. Có vợ có chồng rồi là không quan hệ tình cảm với người khác. Cho nên Pháp Hòa thường hay nói, người ta đã không đồng với mình rồi, người ta đi từ từ, mình cứ chạy hoài bắt người ta đi, chạy theo sao? Lùi lại chút đi, đi bằng với người ta. Mình muốn độ chồng con mình, độ từ từ. Cái đó gọi là đốn ngộ mà tiệm tu. Đốn ngộ là tu, đốn ngộ tức là ngộ cái phốc rồi đó. Nhưng mà tu, tu từ từ. Như quý vị đốn ngộ rồi, giờ hiểu rồi, đời là vô thường, sống nay chết mai, đó đốn ngộ đó. Nhưng mà tiệm tu là sao? Bắt đầu tập ăn chay, tập niệm Phật, tập tụng kinh, tập nhẫn nhục là tiệm tu. Có nhiều khi mình nhẫn được 5 lần, chửi 1 lần thôi cũng được, hồi xưa chửi 6. Tu, tiệm tu là vậy. Cho nên thưa đại chúng là đồng tính, đồng giới. Giới có nghĩa là gì? Tức là những gì chúng ta giữ, và chúng ta hãy đồng với nhau mà làm. Rồi cái thứ ba là gì? Đồng bố thí. Đồng bố thí là sao? Là vợ chồng phải chia sẻ với nhau. Pháp Hòa nói ví dụ nè, đừng có nghĩ là có tiền đem cho người ta mới kêu là bố thí đâu. Vợ chồng trong gia đình, con cái trong gia đình vẫn bố thí cho nhau được. Ông chồng đi làm về thấy nguyên một xinh chén, bố thí cho vợ 10 phút đi, rửa cái xinh chén đó lên. Vợ về tới nhà thấy chén bát sạch sẽ, thoải mái vô nấu ăn, cười cái hề. Mình biết rất rõ, một lát bà về mệt mà bà thấy cái đống chén này bà còn bực nữa. Mà con bực nhất nữa là ăn cơm rồi không giựt nồi điện cơm điện ra, hết cơm mà vẫn để cái lò đó, cái lửa đó. Rồi có nhiều khi múc canh ăn hết rồi, để cái nồi yên trên đó, không chịu bưng xuống để xin bỏ nước vô cho nó ngâm giùm tôi, cho tôi rửa cho nó khỏe. Cứ lúc chút vậy mà có chuyện chứ có gì đâu. Thành nữ ra đi về đi, đấy, tôi đi làm về mệt. Cái bà nói, bộ tôi không mệt hả? Tôi không mệt hả? Tôi cũng phải nấu ăn vậy. Phải không? Thành thử ra mình biết mình mệt thì người khác cũng mệt. Rồi bây giờ mình giúp cho người đó bớt cái bực, bớt cái buồn, bớt cái tức, gọi là bố thí rồi. Cho nên đó, Đức có một người đó tới gặp Phật, nói bạch Đức Thế Tôn, sau kiếp này con khổ quá, con nghèo quá. Đức Phật nói tại đời trước ông không bố thí, với lại tại đời này ông cũng thiếu bố thí. Bạch Đức Thế Tôn, con nghèo quá, con không có của để bố thí. Tôi đâu có biểu ông bố thí tiền bạc. Ông bố thí nụ cười được không? Gặp ai ông cười, ông chào ông làm được không? Nói dạ bạch Đức Thế Tôn, con làm được. Thế ông dư của bố thí. Ông bố thí nhang được không? Nhang là gì? Là nhang sắc. Gặp người ta cười vui lên chứ gì đâu mà lạnh ngắt. Rồi hỏi bố thí gì nữa? Bố thí tâm lực, thấy người ta khổ mình gia tâm. Bố thí sức lực giúp đỡ người ta, thấy người ta bưng cái bàn
ta kêu nặng nặng nặng, mình làm biết nặng nghe, tránh ra tránh ra, mà ta kêu muốn chết. Thay vì mình thấy người ta nặng mình lỡ đỡ cho người ta, người ta ấy đỡ không, miệng thì kêu tránh ra tránh ra, mà thiệt mình cũng tránh luôn. Trời ơi, nhiều khi bực muốn chết. Cho nên ở chùa Pháp Hòa cứ nghe, lâu lâu mấy cô mấy chú lên ngồi, trời ơi con bực ông chồng con quá. Thí dụ vậy. Cho nên cái chữ đồng bố thí, rồi nhiều khi vợ chồng sống chia sẻ, gia đình mình bây giờ qua nước ngoài hết rồi, sự ân cần giúp đỡ thì có thể giảm đi, nhưng có thể chồng mình hay vợ mình có một số người thân còn ở bển, mình cũng nên nhẹ nhàng năm cho ít trăm gửi về giúp gia đình. Tại mình người ta không giúp gia đình, người ta cảm thấy khó chịu. Có những cái trường hợp nó xảy ra không có cùng bố thí, cho nên nó thành ra những cái buồn khổ, rồi bên nhà trách móc đủ thứ hết. Rồi đồng thời á, khi mà mình làm được việc gì lành á, mình nên chia sẻ với nhau, thấy ai khổ chia sẻ với nhau, và dĩ nhiên mình làm trong cái khả năng của mình, gọi là đồng bố thí. Rồi cuối cùng là gì? Đồng trí tuệ. Đồng trí tuệ là sao? Là vợ chồng á, nếu mà cùng một hiểu biết với nhau nó đỡ lắm. Cho nên á, nhiều khi quý vị thấy, bây giờ mình đừng có nói chi xa nha, vợ thì người miền Nam, miền Tây, chồng thì đỡ tuốt ngoài Bắc á. Thành thử gặp nhau mà hồi nào giờ hai bên chưa có đi về Bắc, mà kẻ cũng chưa đi về Nam, mà nhiều khi muốn nói chuyện cũng khó nữa. Vợ muốn nói cây dừa sông Hương, cây dừa sông nước của miền Tây nói không được, tại chồng biết. Rồi chồng muốn nói Hồ Hoàn Kiếm, nói gì nói cũng không được. Đó, mình nói cái chuyện gọi là không cùng một cái địa phương với nhau thôi. Huống chi là nếu cái hiểu biết nó chênh lệch. Cái chữ hiểu biết này có nghĩa là chúng ta cùng mở lòng học hỏi. Có nhiều khi á, cái đứa con nó về nó nói cho mẹ nghe những khó khăn của nó. Mới vừa nói thôi, ông định nói cho, thôi tôi cũng cần biết chuyện của nó, nó nói với bà này, bà giải quyết cho nó đi. Rồi cứ như vậy hoài thì mình hoàn toàn không biết gì đứa con hết. Rồi làm sao mình cùng chia sẻ, bởi nhiều khi có những cái vợ thấy không tới. Cho nên á, trong nhà Phật chúng ta có những danh từ Phật nhãn, Pháp nhãn và Tăng nhãn. Tăng nhãn là cái thấy chung của tất cả mọi người. Mọi người phải cùng một cái thấy, mà mỗi người thấy một khía cạnh thì đóng góp lên cho cái tăng thân, cho cái đạo tràng, cho cái đạo, cái nhóm của chúng ta, cho cộng đồng chúng ta thêm mạnh. Thì hôm nay nó tóm lại, Pháp Hòa muốn nói với đại, muốn thưa với đại chúng là trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta đều là những cái tương duyên để gặp nhau hết, từ đời cho tới đạo. Và chúng ta gặp nhau bằng nhiều cách, và chúng ta hãy trân quý những cái duyên mà chúng ta gặp nhau. Và khi gặp nhau sống chung thì không thể nào không có những cái va chạm. Bởi người ta thường nói á, hội thì phải hợp, có hội thì phải hợp, phải không? Mà hợp thì phải sao? À, hợp thì phải hành, hợp hành. Mà có hợp thì phải có tranh cãi. Cho nên mà hãy có đụng thì phải chạm, có chạm thì mới đụng, kêu đụng chạm, phải không? Mà thường chúng ta thường gọi nhau là đại chúng, mà đại chúng là đụng trái. Vậy cho nên mình gặp nhau thế nào cũng có những cái chuyện như là bất đồng với nhau, rồi giữ cái im lặng lạnh ngắt với nhau, hay là bộc lộ những cái giận tức với nhau, rồi để có thậm chí nhiều khi mới đầu hợp tác làm việc, nhưng cuối cùng hợp tác không thành do giận, do buồn phiền với nhau, rã cũng có. Mà chính cái rã đó bắt đầu sao? Xe nhỏ. Đó, thành thử ra trong cộng đồng, gia đình cho đến tất cả mọi việc, nếu chúng ta thiếu cái hiểu của tương duyên, của thông cảm, của tương đồng. Bây giờ đồng cái gì? Đồng tính, đồng giới, đồng bố thí, đồng trí tuệ. Có nhiều khi mình làm việc, mình phải mở lòng,
và thông cảm cho những công việc của nhau. Có nhiều lúc á, mình không giải quyết mà vợ chồng giải quyết, khoan hãy giận tức. Lý do nào chồng mình giải quyết như vậy? Chúng ta nghe rồi chúng ta cũng có thể mở lòng thông cảm. Thưa đại chúng, Đức Phật là một người thầy chứ không phải một ông thần. Đức Phật là một người thầy sanh ra như chúng ta, lớn lên và cũng ăn, uống, ngủ, nghỉ, hít thở như chúng ta. Vì vậy cho nên Đức Phật rất hiểu chúng ta, và Đức Phật cung ứng cho chúng ta những cái bài pháp ngắn gọn để chúng ta ứng dụng trong cuộc sống. Chỉ cần gia đình mình có yên thấm hạnh phúc thì đạo sẽ hạnh phúc. Bởi vì nếu mà gia đình mà hạnh phúc là do đâu? Do mình học đạo mà mình thực hành. Mà nếu mình muốn đạo Phật, nói chung đi thôi, tạm thời hiểu là đạo Phật của mình hưng thịnh, thì mỗi gia đình phải học đạo, tu đạo, để có ngày gia đình cùng chứng đạo. Mà cái chữ chứng đạo đó là gì? Đó là chúng ta làm đúng cái bổn phận của mình. Cho nên nè, ngày nào chúng ta tụng bài cuối cùng nè: nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả. Phải không? Đệ tử là mình và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Người kia cũng cần trọn thành cái Phật đạo. Mình cũng phải sống để trọn thành Phật đạo. Nếu chúng ta biết hồi để trước khi chúng ta hướng, thì cả hai đồng thành Phật đạo. Mình sống, mình đừng có chỉ biết mình. Mình biết mình gọi là hồi, mình biết luôn cả người gọi là hướng. Mà hồi hướng mà có đủ thì có phải cả hai đồng thành Phật đạo không? Mình đừng có mình được phần mình, nhưng mình cũng phải nghĩ phần của người. Cũng giống như mình đi chợ, ai mà không biết đi chợ mua thức ăn, mua vật chất, là mua đồ đạc, là người bán phải có lời không? Nhưng mà mình đừng có chèn ép người ta quá, để người ta có chút lời người ta sống. Tại vì có đó là cái luật của buôn bán ở thế gian này. Và người bán cũng phải bán giá cả sao cho người ta dễ mua. Đó, sống làm sao trước khi hướng thì phải hồi. Cho nên kêu hồi hướng. Hồi là mình quay trở lại, hướng là mình đưa hướng về người. Mà tối ngày mình cứ hướng người mà mình quên hồi thì không thể nào thành Phật đạo được. Cho nên cái bài đó tại sao chúng ta tụng mỗi khi chúng ta làm xong một công đức? Bởi vì chúng ta phải hồi lại mình. Hồi lại mình như thế nào để trước khi mình hướng về người? Chúng ta phải hồi cái nhân để chúng ta hướng về cái quả. Hồi cái nhân là sao? Mình làm việc này nè thì cái quả nó sẽ như thế nào? Mà mình hồi được như vậy gọi là hồi nhân hướng quả. Nhiều khi một việc làm rất nhỏ nhưng mà thành công rất lớn, cái đó gọi là hồi tiểu hướng tha. Nhịn có một câu thôi mà biết bao nhiêu sự bình an sẽ tới. Tại sao không nhịn? Nhiều khi mình nhịn một câu thôi, hoặc là mình chịu khó mình bước ra khỏi cái môi trường mà nóng nảy đó thôi, mọi việc sẽ an ổn vô cùng. Cái đó gọi là hồi tiểu hướng tha, hay là hồi nhân hướng quả, hay là hồi tiểu hướng đại. Hồi cái sự, trời ơi, tại tôi sao tôi phải chịu lỗ? Không sao, lỗ một chút mà nhiều người lời, thì cái đó gọi là gì? Hồi sự hướng lý. Cái lý là mình muốn cái gì? Có đôi khi mình phải học cái câu được phần người thì phần ta phải hẹp. Phần mình hẹp một chút. Cho nên thưa đại chúng, Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Nếu mà bữa nay không có đông người thì mình thênh thang một cõi. Mà hãy đông người thì mỗi người nhích một chút. Phải không? Tu là tu rị mà. Cho nên mình mới tu rị đó. Rồi tu rị chưa đủ, phải ma ha tu rị nữa.
tu đến là tu tu rỉ đến khi nào ta bà ha. Mà hồi xưa ta không đọc tu rỉ, ta kêu tu lợi, tu lợi, tu là có lợi, tu là có lợi, không tu là không lợi. Mình nhịn được một lần, khổ qua một lần, nghiệp bớt một lần. Thử bây giờ mình không nhịn coi, ân oán giữa mình với người đó chuốc thêm, rồi người ta đâu có chịu thua, người ta leo lên nữa, ta làm nữa. Cho nên bây giờ mình ngẫm lại bốn câu đó để chúng ta tìm ra một cái then chốt sống cho mình. Nguyện đem công đức này, công đức và mình sống như thế nào, mà mình nói là hướng về khắp tất cả, nghĩa là tâm mình rộng quá. Những gì mình làm là mình muốn sống cho tất cả mọi người. Thế thì chúng ta phải hồi, phải tập hồi để trước khi hướng. Hồi hướng như thế nào để mình và người đều thành Phật đạo. Thưa đại chúng, ở trong xã hội á, người nào làm được gì cho quốc gia, cho xã hội, người ta thường hay tưởng nhớ vị đó bằng cách là vẽ hình, tạc tượng để tưởng nhớ. Thứ nhất là để nhắc nhở hiện tại mọi người không quên công ơn của một người đã hy sinh cho quốc gia, cho dân tộc, cho xã hội. Đồng thời, mỗi khi nhìn hình ảnh người đó thì chúng ta nhớ lại những công hạnh của người đó. Thế gian còn thế, huống chi là Phật tử. Đức Phật là một con người như tất cả chúng ta, mà có thể nói là một con người nhưng mà sống hơn mình, là bởi vì ở cái sự sang trọng, giàu có, quyền thế của Ngài. Nhưng Ngài dám bỏ để Ngài đi tìm một cái gì đó rất thật, rất đẹp, để cho tất cả chúng ta noi theo. Cho nên ngày nay, dù chúng ta cách Phật hơn 2600 năm, nhưng chúng ta vẫn giữ lại những hình ảnh của Ngài, tạc tượng của Ngài, và chúng ta biết rằng Ngài đóng ở trong đó. Nhưng mà cái bức tượng đó, bức hình đó luôn luôn nhắc nhở chúng ta về cái đức hạnh của một vị thầy mà đã hy sinh, đã cống hiến đời của Ngài cho tất cả chúng ta. Và đặc biệt hơn nữa là nhắc nhở cái công hạnh để cho chúng ta noi theo. Bởi vì hình ảnh của Phật và Bồ Tát, mỗi vị đều có cái công hạnh tu hành, và mỗi vị đều có cái điều mà chúng ta có thể học được từ nơi quý Ngài qua những cái biểu tượng. Thí dụ như quý Ngài bắt ấn, quý Ngài đang ngồi. Ví dụ Đức Phật Thích Ca, Ngài ngồi hai tay Ngài để trước lòng ngực, trong lòng bàn chân, trong cái tư thế thiền định, để nhắc nhở chúng ta trở về thiền định lắng động. Thí dụ vậy, Đức Quan Âm thì bắt ấn tam muội tượng trưng cho sự chánh định từ bi, Đức Văn Thù tay cầm cây kiếm tượng trưng cho trí tuệ chặt đứt mọi phiền não, rồi Đức Phổ Văn Thù cởi trên con sư tử màu xanh tượng trưng cho sức mạnh của trí tuệ. Chỉ có trí tuệ mới đủ sức mạnh vượt tất cả mọi chông gai, như con sư tử là cái con chúa của tất cả loài thú trong rừng. Đức Phổ Hiền ngồi trên con voi màu trắng, bởi vì con voi là một loài vật, nó có thể xông pha ngoài chiến trận. Và con voi màu trắng là tượng trưng cho sạch nghiệp. Chúng ta muốn thực hiện cái hạnh nguyện của Đức Phổ Hiền thì ý chí mình phải kiên cường, tâm mình mỗi hành động phải trong sạch như màu trắng của con voi. Nghĩa là mình muốn giúp cho ai thì mình phải giúp bằng cả tấm lòng chân thật của mình, mà không bao giờ toan tính, cũng như không bao giờ sợ sệt, bởi vì mình thấy cái đó đúng. Mà cái thứ nữa là mình phải đem cái tâm chân thật của mình, không danh không lợi, đó là màu trắng của con voi, mà dũng cảm để mà làm, đó là sức mạnh của con voi. Ở trên tay Đức Phổ Hiền cầm một quyển sổ,
mà đã công hạnh thì mình phải nhớ sao? Gom góp. Hôm nay mình quét cái nhà, hôm khác mình chở ta đi chùa. Tu là vạn hạnh, mà hạnh nào cũng là hạnh của Phổ Hiền, cho nên gọi là Phổ Hiền hạnh nguyện. Đã là nguyện thì đâu có nãi gì cái hạnh, mà đã là hạnh thì đâu sợ gì phải rộng, cho nên gọi là Phổ. Phổ là rộng rãi, là cùng khắp. Pháp Hòa nói ví dụ như vậy đó. Hay là hình ảnh của Đức Phật có một điểm ngay chính giữa trán đây, là tượng trưng cho sự bình đẳng từ bi, không thiên lệch phải trái. Hay nói một cách khác là Đức Phật dạy chúng ta con đường trung đạo. Trung đạo là gì? Đói ăn mệt ngủ. Khi nào mà mình có giờ, mình đã quyết định cái giờ đó mình hành trì, mình đau chân mình không quỳ được thì mình ngồi mình lại mình xá. Mình không tụng e a thì mình đọc kinh, mình dở kinh ra mình đọc để mình nhớ. Nói chung là làm sao, miễn là chúng ta có được một cái phương tiện hướng tâm mình, thì chư Phật Bồ Tát cũng như thế. Thế thì chúng ta tạc tượng Phật, hình Phật là để nhắc nhở công hạnh tu hành của quý ngài, để chúng ta noi gương. Nhưng mà trong khi mà chúng ta tạo tượng thì để bày tỏ tấm lòng, thì chúng ta có cái nghi lễ. Cái nghi lễ đó gọi là lễ an vị Phật. An là gì? Là an ổn. Vị là vị trí. An vị Phật nghĩa là con xin thỉnh bức tượng an của Phật an vị vào cái vị trí mà tốt nhất trong gia đình của con. Chứ Phật không đòi hỏi là Phật phải ngồi đâu nha. Nhưng mà trong cái nhà của mình ở đâu là chỗ tốt nhất thì mình liền thỉnh cái tượng an vị vào đó. Và chúng ta làm một lễ gọi là lễ an vị. Thật ra đó là biểu tượng. Chứ mình không an vị thì Phật cũng đã an vị rồi. Chỉ có mình thích dời nhà dời cửa thôi chứ. Còn Phật đâu có bao giờ mà lo mà phải dời phải đổi. Nhưng mà chữ an vị đó còn có một cái mục đích, cái ý nghĩa là kể từ ngày mà con thỉnh Phật con an vị tại nhà của con, thì cũng nhắc nhở rằng con đã an vị Phật tại tâm của con. Mà khi tâm của con có Phật rồi thì con luôn tập sống an tịnh và đẹp, cho nên gọi là phương tịnh. Chữ phương là đẹp. Mà đẹp á, đẹp này không phải là cái đẹp mà mình giả bộ, hay là mình phải làm cái gì kiểu cách, mà cái đẹp này rất tự nhiên. Cái đẹp này từ đâu? Đẹp này từ cái tu mà ra, chứ không phải từ cái giả bộ mà có. Cho nên mình làm việc gì mình cũng làm từ cái tấm lòng cao đẹp của mình, từ cái tấm lòng chân thật của mình. Dù hôm nay quý vị tới đây không đủ chỗ, quý vị ngồi ngoài sân, nhưng miễn có nghe được là cũng đủ vui. Cho nên thưa đại chúng, mình an vị Phật nghĩa là mình phát nguyện kể từ hôm mà mình thỉnh Phật, mình an vị ở trong nhà của mình, thì mình cũng là an vị một Đức Phật tại tâm của mình. Nếu mình không có phương tiện làm lễ thỉnh tăng như là người ta thường làm, mình thỉnh bức tượng về chùa mình để cho quý thầy chú nguyện. Chứ mình cũng không có dùng cái từ là khai quang điểm nhãn. Khai quang là mở ánh sáng, điểm nhãn là chấm con mắt. Phật không chấm mắt điểm khai quang mình thì thôi, chứ mình làm sao đủ sức khai quang điểm nhãn cho Phật. Cho nên không có dùng cái từ khai quang điểm nhãn, mà chúng ta chỉ thỉnh Phật vào chùa, nói hôm nay con thỉnh được bức tượng này, con thỉnh về nhà thờ, trước khi con thỉnh về thờ con xin quý thầy chú nguyện dùm tượng Phật cho con. Thật ra quý thầy cũng đâu vẽ bùa vẽ ngải gì ém ấn gì trong đó, nhưng mà quý thầy gửi cái năng lượng bình an vô trong đó qua cái lời cầu nguyện của quý thầy, để cho mình yên tâm là tượng này bây giờ clear, tượng này bây giờ là already blessed. Rồi mình thỉnh về, mình để vào cái vị trí mà mình quy định đó. Rồi đó, mình để đặt xuống đó rồi là coi như là an vị. Và mình thờ bất cứ vị Phật nào cũng được.
Mà mình thờ như vậy để chi? Để nhắc nhở mình tu. Mà tu để làm gì? Tại sao phải tu? Không tu có sao không? Cũng đâu có sao. Nói theo người Việt mình có chết tay người ta nào đâu. Thật sự ra mình tu cũng chết, không tu cũng chết. Nhưng mà có tu thì chết nó nhẹ, chết nó dễ thương. Vậy thì tu để chúng ta trau dồi ba đức tánh. Thứ nhất là mình tu để mình làm sao phát triển được cái tâm từ bi của mình. Mình có cái chủng tử thương người mến vật là chủng tử từ bi. Nhưng mà không có cái gì khai thì lòng thương chưa lớn. Mà tại sao phải có tình thương? Bởi vì nếu mình có tình thương thì mình sống đẹp. Mà mình biết sống, mình biết sống thì mình làm cho người thân của mình an ổn hơn, hạnh phúc hơn, mà bản thân mình cũng thoải mái nhẹ nhàng hơn. Chứ thật ra ai cũng sống, nhưng mà có điều là người biết sống và người không biết sống. Người không biết sống thì khổ với quá khứ, lo tương lai mà quên hiện tại. Rốt cuộc quá khứ, hiện tại, tương lai gì nó cũng không có được gì hết. Người biết sống là sống làm sao? Thật ra mình cũng vẫn sống thôi, nhưng mà sống mà cho người ta thương mình, và sống làm cho người thân hạnh phúc. Bởi vì có duyên với nhau, làm bà con quyến thuộc, vợ chồng cha mẹ, thì tại sao mình không sống để mình làm cho người thân của mình bớt khổ được vui? Giống như cái ngày mà mình mới quen người ta đó, rồi mình cũng muốn cưới hỏi người ta, hay là mình muốn lấy người ta làm chồng, mình muốn lấy người đó làm vợ, để làm một người bạn đời cùng chia sẻ với mình. Mà tại sao mình cứ làm khổ người đó? Cho nên nếu mình chữ tu là gì? Tu là sửa, tu là chỉnh. Thí dụ như mình nóng quá, giống như cái phòng này bây giờ nóng quá, cái phải tăng độ máy lạnh, hay là lạnh quá thì phải chỉnh lại cho nó ấm. Như vậy là nóng lạnh của cái gian phòng thì mình cũng phải chỉnh, thì con người mình cũng phải chỉnh. Có khi mình nóng quá phải chỉnh độ lại cho nó nguội bớt. Cho nên mình tu là mình chỉnh, tu là mình sửa, tu là mình làm sao cái gì nó chưa có mình tạo cho nó có. Tiếng Anh gọi là cultivating. Tu là một sự, một quá trình thực tập, cho nên gọi là training. Giống như mình đi một xin một cái việc làm, cái việc làm mới mình chưa quen thì người ta cho mình 3 ngày để training. Sau 3 ngày mình training rồi, mình thuần rồi, bắt đầu mình làm. Rồi mai mốt mình giỏi rồi, mình lại train cho người khác. Như thế tu là sự luân chuyển, chỉnh đốn, tu sửa cho nhau. Nhiều khi chính cái sửa của mình mà làm cho người khác, người ta thấy hay quá, người ta sửa theo. Ví dụ mình nấu một món ăn ngon, mình mời bạn ăn, thì thông thường bạn ăn ngon, bạn nói sao? Trời, cái này ngon quá, chị nấu sao, chị chỉ cho tôi với. Cũng như thế, thức ăn mà còn đi học kiểu đó thì huống chi là cái lành cái thiện không lo học. Mình học cái món ăn ngon để bồi dưỡng cái thân, thì tại sao chúng ta không học cái hay để sửa cái tâm? Mà thân tâm mà được tu, được sửa thì có phải là hạnh phúc mình mà hạnh phúc người không? Vậy thì tu đâu là gì mà mình có tu, Phật đâu có hưởng gì đâu. Không ông trời, ông Phật nào hưởng cái gì hết. Mà mình có tu thì chính bản thân mình và người thân mình được hưởng. Tu để phát triển lòng thương. Thí dụ mà chiều hôm nay mà đại chúng không thương Pháp Hòa, quý vị đâu có tới đây. Quý vị có thương quý mới tới. Tại vì tội nghiệp, nói không ai nghe, thôi ngồi kệ chịu khó. Nghe cho ông nói. Mình thương là mình biểu lộ, mà mình phải biết cách biểu lộ. Thí dụ mình nói tánh tôi vậy đó, chịu không chịu theo. Thì ai không biết tánh mình vậy. Nhưng mà nếu mình sửa được cái tánh đó, mình chỉnh được cái tâm đó, thì có phải là mình làm cho người khác dễ chịu hơn không? Bây giờ thí dụ như bây giờ mình cái tật cố hữu của mình không thay đổi thì ai, thì người ta cũng phải chịu chứ, ta nói gì giờ. Nhưng mà nếu mình có một chút tình thương,
mình sửa một chút cho người thân của mình bớt buồn, bớt khổ, có phải là mình đỡ hơn không? Cho nên tu là vậy thôi. Chỉ tu là mình biết chỉnh, biết sửa, biết người ta thường kêu gọi là đốn. Chỉnh đốn mà. Muốn chỉnh thì phải đốn, có những cái dở phải đốn. Giống như quý vị trồng một cái cây, mà cây cối nó chỉa không có được đẹp thì mình phải đốn, phải chặt, phải tỉa để làm cho cái cây nó gọn lại. Cây cối mà còn vậy huống chi là cái tật của mình. Trời ơi, mình sống nhiều khi tuổi càng cao tật càng nhiều sao? Làm sao mình biết được? Mà hồi có thể hồi xưa dễ quá, bây giờ khó chịu cũng có chứ, tại vì mình quên, mình cứ để cho tật của mình nó phát triển. Mà cái cật tật mà phát triển mà mình không có biết để mà sửa tật thì coi như là mình bệnh triền miên. Hễ cảm cảm cứ uống thuốc nhẹ nhẹ ăn chút rồi cạo gió dắt hơi, ví dụ vậy. Nói chung là lúc nào muốn làm thân mình được khỏe, không bao giờ mình muốn bệnh bệnh. Thì thế tại sao cứ để cho tâm mình nó bệnh? Tâm bệnh ngày này qua ngày kia mà không chịu sửa, rồi người thân nói tôi vậy đó, mấy chục năm nay chịu được sao giờ nói. Trời ơi, mấy câu này nghe quen quen quá. Quý vị thấy qua nói không? Tu là mình sửa. Vậy thì mình đặt ra câu hỏi tu để làm gì? Bị cái câu này ngày hôm qua có người hỏi mà trả lời chưa được. Rồi bây giờ chiều nay mình lấy câu hỏi ra mình nói chuyện. Tu là mình để mình, tu là để phát triển tình thương. Mà tình thương là gì mà cần phải, phải có trên cuộc đời này? Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn bay đi. Mặc dù cái tấm lòng đó rồi nó cũng theo mây theo gió, nhưng không thể không có. Người ta thường nói 100 năm trước thì ta chưa có, 100 năm sau có cũng như không. Cuộc đời sắc sắc không không, chỉ còn lại một tấm lòng với nhau. Vì tấm lòng đó cho nên khi người ta mất mình tới mình thắp cây hương, khi người ta đám cưới mình tới mình chia vui, mà khi người ta đám tang mình chia buồn. Mà thiệt sự người ta có chia có dám lấy đâu. Nhưng mà trên cuộc sống là mình phải như vậy. Thậm chí mà người ta mời mình tới ăn bữa tiệc, ai đi tay không, cũng phải mua hộp bánh, hộp trà gì đó sắp tới, chứ có ai đi tay không bao giờ. Đó là thể hiện tấm lòng. Mà tu để làm gì? Tu để chúng ta có lòng thương và có trí tuệ. Tại sao chúng ta phải cần có trí tuệ? Bởi vì nếu chúng ta có trí tuệ thì chúng ta biết cách sống, biết biểu lộ tình thương. Có nhiều khi mình thương người đó quá mà mình không biết cách, cho nên càng thương người đó càng bị thương. Chứ người đó không nói là trời ơi tôi hạnh phúc quá tôi được thương, mà người ta nói tôi bị thương. Cho nên cái trí của mình đó, nó làm cho cái cuộc sống của mình nó sáng lên. Đức Phật có nói trong kinh đó, có những dạng người từ tối ra sáng, có những dạng người từ sáng đi vào tối, có những dạng người từ tối đi vào tối, mà có những người từ sáng đi vào sáng. Quý vị biết được 4 dạng người đó rồi. Cho nên mình trí để làm gì? Để mình biết mình đang là người từ sáng vào tối, hay là từ tối vào sáng, hay là từ sáng đi ra thêm sáng, hay là từ tối đang đi vào trong tối nữa. Trí tuệ không phải là trí thức, hai cái đó nó khác. Trí thức là do người ta chỉ cho mình rồi mình biết, mà cái trí thức là để ứng xử đại khái trong đời. Nhưng mà trí tuệ sẽ làm cho mình trở nên thánh thiện hóa, và chúng ta biết cách sống. Có nhiều khi mình biết trí thức là 1 cộng 1 bằng 2, nhưng mà mình không biết rằng có nhiều khi người ta nói trật,
Nhưng mà mình lúc này không phải lúc cãi, cho nên trí tuệ nói cho anh biết đừng có cãi trong lúc này. Hình như Pháp Hòa kể câu chuyện đó rồi phải không? Hai cái người mà làm toán đó, một người làm toán 5 cộng 5 bằng 10, một người làm toán 5 cộng 5 bằng 12. Rồi cái anh mà anh cộng ra 10, anh mới cãi với canh thứ 12, số 12. Cãi không được, cuối cùng đem lên ông quan cho ông xử. Ông quan ổng nghe xong rồi ổng biểu cái anh mà cộng 5 cộng 5 bằng 10 đó nằm xuống cho ổng đánh. Ổng đánh một trận thì cái ông này tức cái mình ngồi dậy mới nói: tại sao con làm toán trúng mà quan đánh con? Nói: ta không đánh mi về cái vấn đề làm trúng hay làm trúng hay làm sai, mà ta đánh dư về cái tội cãi. Biết cái thằng nó ngu mà cũng cãi. Ngươi đã biết 5 cộng 5 là trúng rồi mà tại sao cãi với thằng 12? Người có trí là người ta linh động, người ta sống. Chính vì vậy mà cái ngôi chùa của chúng ta thường là mái cong. Tại sao phải mái cong? Bởi vì cái mái cong đó là tượng trưng cho cái tinh thần uyển chuyển của đạo Phật. Không có cứng nhắc mà biết uyển chuyển tùy duyên. Tại sao Đức Quan Âm cầm nhành dương liễu như ngày hôm qua mình nói đó? Bởi vì cái nhành dương liễu là nó mềm mỏng lắm. Gió lay nó qua bên phải thì nó qua phải, nhưng sau khi gió dừng thì nó trở về vị trí cũ, nó đậu. Gió lay qua trái, nó qua trái, nhưng mà gió dừng thì nó liền ở trở chỗ cũ. Người mình phải sống như vậy, mà có trí mà sống như vậy thì sống sao? Sống an lành. Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết là sống. Thật ra biết cũng chết luôn, nhưng mà biết chết, phải không? Biết chết. Nếu mình là hoa, hoa thì người ta trưng ở đâu cũng được, trưng trên bàn cũng được. Nói chung là tại vì người ta chỗ nào người ta muốn đẹp thì người ta trưng hoa. Thế thì cái bình hoa này người ta có mang nó tận vào trong nhà vệ sinh người ta để, nó cũng không buồn không khổ, bởi vì nó là hoa. Chỗ nào cần đẹp thì nó có mặt. Vì nó là hoa cho nên nó ứng hóa, nó sống nhẹ nhàng, cho nên bỏ dấu sắc vô thành hóa. Hóa tức là biến hóa mà sống. Nếu là hoa thì cứ biến hóa mà sống. Mà sống được như vậy thì gọi là hòa, cho nên dấu huyền. Mà nếu như mà sống biến hóa mà sống là sống hòa thuận thì an lành. Còn nếu phát điên phát tức thì gọi là hỏa. Mà nếu phát hỏa thì thành họa. Cho nên cũng chữ tùy mình bỏ dấu. Dấu sắc, dấu huyền, dấu hỏi hay dấu nặng. Vậy thì tu để làm gì? Tu để biết bỏ dấu. Tu để mình biết bỏ dấu. Nếu như mình khôn thì mình xuất gia, ham vui thì mình xuất giá. Cũng chữ thôi. Mà xuất gia thì tự tại thảnh thơi, phải không? Là tăng sĩ bốn phương trời rảo bước, không nhà riêng, không ràng buộc tình đời. Đem từ bi chan rải khắp muôn nơi, cho nhân thế vơi đi bao sầu hận. Đó là cách sống của người xuất gia. Còn nếu mình xuất gia thì mình sẽ được nghe nói: từ ngày có em về nhà mình toàn à, cái đó quý vị điền vô rồi nha. Em chỉ từ em chỉ chấm 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 thôi à. À rồi xong rồi bắt đầu hết cái đó, xong rồi bắt đầu lầm. Tôi đã lầm đưa em sang đây. Cho nên mình tu là để mình biết bỏ dấu, nghĩa là chúng ta biết linh động mà chúng ta sống. Vậy tu có lỗ không? Mà tu đâu có lại gì mà ghê gớm đâu. Chỉ cần chịu sửa tật, sửa bệnh của mình. Bệnh thì uống thuốc hết, bệnh dễ chữa hơn tật.
Tật khó chữa lắm. Mà nếu chúng ta không cố gắng, không hết lòng thì làm sao tật bệnh nó tiêu trừ? Vậy mà ngày nào cũng tới Phật xin cho con tật bệnh tiêu trừ. Mà nếu tật bệnh không tiêu trừ thì làm sao tai qua nạn khỏi? Mình muốn tai qua nạn khỏi thì phải tật bệnh tiêu trừ, trừ. Mà tật bệnh có tiêu trừ thì mới tai qua nạn khỏi. Mà hãy tai qua nạn khỏi thì bốn mùa không còn chút tai ương, tám tiết mới phước lớn như Đông Hải. Câu đó quý vị nguyện hoài đó. Gia đình hưng thạnh, quyến thuộc toan tăng phước, đoàn viên cầu chi như ý nguyện. Mấy cái câu mà tụng cầu an mình hay tụng đó. Rồi mình nguyện cho gia đình mình là phổ môn kinh tụng trong nhà thảnh thơi, Quan Âm mới phò hộ vui chơi, 12 câu nguyện độ đời nên danh. Mình tụng mấy câu đó hoài đó. Mình nguyện là vào rừng cọp rắn nghinh ngang, niệm danh Bồ Tát nó liền chạy xa. Nghinh ngang đó là gì? Có khi nào mình trở thành cọp rắn nghinh ngang không? Có. Rồi có khi nào mình gặp tà ma quỷ báo khùng điên không? Niệm danh Bồ Tát nó liền chạy xa. Tội tù ngục tối khảo tra, Quan Âm tưởng niệm mới tháo ra nhẹ nhàng. Tội tù ngục trói là gì? Là sự cố chấp của mình, sự chấp chặt của mình. Mà hãy chấp chặt thì nó trói buộc mình, mà thảnh thơi thì gông cùm xiềng xích nó tan rã. Cho nên niệm Quan Âm cái gông cùm xiềng xích nó rã hết. Người ta cầm dao người ta muốn hại mình, niệm Quan Âm thì dao gãy từng đoạn. Sao không gãy nguyên cây mà gãy từng đoạn? Tại sao vậy? Bởi vì mình tu cũng phải. Nhiều khi mình chưa có giảm cái tật của mình 100%, nhưng mình giảm được đoạn nào thì nó hay đoạn đó. Thí dụ như bây giờ mình đi chùa bữa nay nè, trời ơi, mình vui vẻ cái tới hồi mình về nhà cái mình nổi bồ đề gai. Thì cái ông nhà mình ông mới nói, trời ơi, bà đi tu mà sao bà dữ vậy? Đấy, ông thấy không, nếu tôi ở nhà từ nãy giờ tôi dữ hết mấy tiếng nữa, nhờ tôi đi chùa cho nên tôi hiền được mấy tiếng. Tôi đi chùa tôi tu được nửa ngày ông phải mừng. Không tu thì không có kết quả. Mình tu ngày nào mình vui ngày đó. Tu để có từ bi, tu để có trí tuệ, và tu để có dũng cảm. Chữ dũng cảm là gì? Tức là cái sự kiên trì, sự mạnh mẽ trong tâm ý của mình. Sợ buồn, sợ khổ, sợ bệnh, sợ đủ thứ hết. Vì chúng ta là những người sống trong đời lúc nào cũng nhiều cái lo sợ. Nhưng mà sợ mà có hết không? Hay là sợ mà nó không tới không? Mình sợ già, nhưng mà già nó có tha mình không? Mình sợ xấu, mà xấu nó có tha mình không? Mình sợ chết, chết nó có tha mình không? Không. Vậy thì mình tu để mình có trí tuệ, nhận biết rằng lẽ thật của đời. Lẽ thật của đời là có sanh thì phải có già, có bệnh và có chết. Cho nên thế thì chết không có sợ, mà sợ chết mới sợ. Hay nói cách khác, chết không có khổ, sợ chết mới khổ. Và vì chúng ta biết, vì chúng ta biết là đời thì có ngày chúng ta chết, cho nên từ đây cho tới ngày chết chúng ta nguyện sống, sống cho an lành, sống cho chánh niệm, sống cho có ý nghĩa. Mà nếu mà chúng ta làm được cái đó là chúng ta hòa thuận, sống chung với tất cả mọi người một cách chan hòa. Phật là bi, Pháp là trí, Tăng là dũng. Vậy thì Phật, Pháp, Tăng cũng là bi trí dũng. Cho nên cái tượng Quan Âm Pháp Hòa Tạo đó, bi trí dũng là tượng trưng cho Phật, Pháp, Tăng. Nếu người Phật tử nào sống được với lòng từ tình thương của mình là giác, là Phật. Và đem phương pháp nào để ứng dụng mà sống linh động trong đời để mình và người giảm khổ là Pháp, là trí. Sống hòa thuận với tất cả mọi người, sống an vui và kiên trì dù cuộc đời có khổ.
có một người đó họ lên họ xin thầy cho con một câu đối ăn Tết cho nó hay. Ông thầy ghi: ông cố chết, ông nội chết, ba chết, con chết, cháu chết, chắc chết. Là chết chắc á. Thì ông mới nói: trời ơi, con xin thầy cho con câu đối gì an lành, mà thầy cho câu gì mà một dọc chết không vậy? Ông nói: chết có thứ tự là hạnh phúc. Ông cố chết, rồi mới tới ông nội chết, rồi mới tới ba chết. Thật ra cái đó là những cái thiền ngữ để nó khai tâm mở trí cho mình, chứ không phải là chù ẻo gì đâu, đừng có sợ. Bởi vì chúng ta sống, chúng ta sống nhưng mà chúng ta phải có cái dũng mãnh. Cho nên quý vị nhớ không, Đức Phật A Di Đà đứng giữa, ai đứng kế bên? Quan Âm. Rồi ai đứng bên kia nữa? Thế Chí. Quan Âm là từ bi, Thế Chí là kiên trì, là dũng lực. Nếu mà từ bi mà thiếu dũng lực thì làm sao tạo ra thanh tịnh như Đức Di Đà? Mà vì có từ bi, có hùng dũng cho nên một tay này đỡ, tay này tiếp. Phật Di Đà đưa tia tay tiếp mình, tay này tiếp mình, nhưng mà tay này thì bưng gì? Cái bàn tay đây là kiên trì định lực. Vì có kiên trì định lực cho nên đưa tay với mình mà mình sợ muốn chết. Bình thường nói vậy đó. Chứ ta thử mà Phật biểu đi cái coi: dạ con chưa deposit. Có một bà cụ quỳ trước tượng Phật: Nam Mô Di Đà Phật, con tu hành mấy chục năm, con chỉ xin Phật thương xót cho con đau dây chết giờ. Và khấn vậy xong cái chú tiểu đi ngang, chú nghe cái chú phốc lên bàn thờ, chú đứng sau lưng tượng Phật, chú nói: được rồi, chuẩn bị đi liền. Bà nghe xong cái bà nhớ trực: dạ dạ con chưa nấu cơm. Con chưa chia gia tài. Ví dụ vậy đó. Cho nên cái câu hỏi với chúng ta là: tu để làm gì? Mà tại sao phải tu? Thưa đại chúng, cái tu của nhà Phật không phải chờ kiếp sau mới hưởng. Đừng có lầm cái đó. Mà chúng ta tu để có an lạc ngay trong giây phút hiện tại. Niệm Phật để đừng chờ vãng sanh cực lạc sau khi chết, mà phải làm sao gia đình mình có cực lạc ngay bây giờ. Còn không thì nói: trời ơi, cực lạc tôi chưa thấy, mà tôi thấy cực khổ quá, tôi thấy cực khổ cho gia đình tôi. Thì là mình tu trật cái đó. Mình phải làm sao linh động nguyện chuyển cho gia đình mình có hạnh phúc, có được sự đầm ấm với sự tu hành của mình. Thế thì tu không có luận tu nhiều tu ít. Nó tụng kinh vậy sao đủ? Phải tụng nhiều hơn mới đủ. Trời ơi, tụng kinh mà biết nhiêu đủ nhiêu thiếu, phải không? Cho nên cái đủ thiếu là gì? Hoàn cảnh mình có, sức khỏe mình có, phương tiện mình có, tu hành không thiếu cũng không dư. Quý vị nhớ bài thơ đó không? Của một vị tổ người Việt Nam chúng ta, hình như là Ngài Quy Thiện. Phật Pháp bao gồm 84, tu hành không thiếu cũng không dư, đến nay tính lại trừ quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ Như. Mà chữ Như đó là gì? Như thị, như thị. Như thị là gì? Đời là như vậy đó. Anh chấp nhận, nó cũng là như vậy. Anh không chấp nhận, nó cũng là như vậy. Bây giờ anh chấp nhận thì anh cũng sẽ là như vậy. Nhưng mà cái như này là bất biến. Bất biến nhưng mà biết tùy duyên. Tùy duyên nhưng mà bất biến. Cho nên nhà Phật chúng ta gọi là bất biến tùy duyên. Tùy duyên bất biến. Tại sao mà bất biến tùy duyên? Không thay đổi tấm lòng, nhưng mình biết uyển chuyển để sống, gọi là bất biến mà tùy duyên. Rồi mình tùy duyên với tất cả nhưng không thay đổi mục đích. Mà hiểu sống được như vậy là tu. Mà sống được như vậy
thì mình có an lạc hạnh phúc ngay bây giờ. Cho nên ba cái đức tánh bi, trí, dũng, không luận là Phật tử, bất cứ ai trong cuộc đời này muốn thành tựu được sự nghiệp cho mình thì phải có ba đức tánh bi, trí, dũng. Mà chúng ta tu là học. Học cái gì? Học từ bi, trí, tuệ, dũng cảm. Tu là hành. Hành cái gì? Hành từ bi, trí, tuệ, dũng cảm. Tu học rồi tu hành. Tu là mình sửa. Mà muốn sửa thì phải học. Học cách sửa. Mà bây giờ muốn sửa, mà muốn học rồi thì phải hành. Hành là sửa, mà sửa rồi thì làm cho cái học mình nó càng ngày nó càng thêm lớn. Nó làm cho cái tu của mình càng rõ nghĩa. Cho nên Phật tử phải học kinh, nghe pháp. Cái danh từ Phật tử ở đây Pháp Hòa muốn nói là danh từ chung cho tất cả chúng ta. Không luận là xuất gia hay tại gia đều là Phật tử hết, là con của Phật. Hay muốn nói một cách khác, Phật tử nghĩa là người có chủng tử để làm Phật, người có chủng tử thực hiện những gì Phật dạy để thành tựu như Phật, gọi là Phật tử. Còn ví dụ các thầy đi tu là Phật tử xuất gia, còn chúng ta là Phật tử tại gia, nhưng mà thủy chung chúng ta đều là Phật tử hay là đệ tử. Chữ đệ là gì? Là em. Sanh sao gọi đệ, sanh sao gọi đệ, mà trí tuệ do người đó cho gọi tử. Hồi xưa chữ tổ định nghĩa chữ đệ tử vậy đó. Mình sanh sao thầy là đệ, hiểu biết do thầy cho là tử. Mà có những trường hợp là cha trẻ mà con già, như kinh Pháp Hoa nói. Cho nên ở đây á, tất cả chúng ta có cơ duyên tốt. Như trong cái trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật nói chúng ta có 6 cái khó gọi là lục nan. Mà trong đó có những cái điều như là được thân người là khó. Được thân người khó. Cho nên có nhiều người ta nguyện, ta nguyện người ta chết sớm, người ta nguyện đời sau người ta chết ta thành là cây thông, kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Trời ơi, tu hành cực xương sống, công xương sườn để được làm người, không muốn làm thông chi. Nếu mà mình phát nguyện kiếp sau xin được làm người, sanh ra gặp pháp, sống đời chân tu, dắt diều nhờ bậc minh sư, nương vào chánh tín hạnh từ xuất gia, 6 căn 3 nghiệp thuần hòa, không vương tục lụy theo đà thế nhân, một lòng tấn đạo nghiêm thân, giữ gìn phạm hạnh nghiệp trần lánh xa. Nếu nguyện là phải nguyện vậy. Nếu mình được sanh ra đời này mà mình được sanh vào cái quốc độ mà người ta có văn minh, có học hỏi, có phát triển, tốt không? Rồi mình được học hỏi rồi mình tiến hóa tốt. Cho nên tiếng Hán dùng cái từ là sanh phùng Trung Quốc, trưởng ngộ minh sư, chánh tính xuất gia, đồng chơn nhập đạo, lục căn tam nghiệp thuần hòa, vân vân. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn nói lục nan là được thân người khó, nghe lời lành khó. Tại vì đâu phải ai cũng nghe được. Cho nên người ta mới nói đó, thiên kim dĩ đắc hảo ngữ nan cầu. Muốn kiếm ngàn lượng vàng dễ lắm, mà một lời lành thiệt khó nghe. Thiên kim dĩ đắc hảo ngữ nan cầu. Gặp bạn lành khó. Bạn mà đốc xúi mình thì thiếu gì, nhưng mà bạn khuyên mình thì hiếm lắm. Mình đang giận, nếu mà bạn nào mà nói thôi chị ơi, anh ơi, bỏ qua đi, mình học Phật rồi, biết rồi, sống nay chết mai, mình còn không thiệt thì người cũng không thiệt, thì huống chi lời nói.
thôi nhẹ nhàng đi cho mọi việc nó xong. Cái là cái đó nó nghịch với cái mà người ta đang giận. Nhưng mà trong Phật dạy cái đó là nghịch duyên, nghịch với cái duyên đang giận của mình, nhưng mà nó là thuận duyên, tức là làm cho cái tâm tu mình nó đi xuống, bắt đầu nó phát khởi. Nghịch mà là thuận. Còn bây giờ thuận duyên nè, mình đang giận vậy, thấy chưa, tôi nói mà không nghe tôi, bây giờ bà sáng mắt chưa? Chưa đâu. Rồi bà còn coi nữa. Thuận với cái duyên đang giận người đó. Thuận không? Cái đó Phật gọi là thuận duyên gì? Nhưng mà làm cho cái duyên tu hành mình nó nghịch. Phật hay lắm. Càng học Phật càng thương Phật. Phật nói tất cả mọi ngõ ngành, mọi cách thức của chúng ta. Rồi nếu mà ai mà luôn luôn trợ cho cái duyên tu hành mình tăng trưởng, cái đó là đẳng vô gián duyên. Mà ai luôn luôn tăng trưởng sự phiền muộn cho mình cũng là một loại đẳng vô gián duyên mà nghịch. Bạn lành khó gặp, lời lành khó nghe, thân người khó được. Cho nên mình sống, mình tu như thế nào để mà mình làm được một trong 20 điều khó mà trong kinh Tứ Thập Nhị Chương nói. Nhân hữu nhị thập nan. Đời người có 20 cái khó, mà trong đó có một cái khó gọi là đối cảnh vô tâm. Cái chữ đối cảnh vô tâm không có nghĩa là sống trơ trơ ra, miễn tôi có ăn được rồi, ai chết sống mặc. Không phải vậy. Cái chữ đối cảnh vô tâm là gặp tất cả mọi cảnh duyên mình làm, mình ứng xử nhưng mà không có cái gì mình dính. Thí dụ như bây giờ hồi mình sống chung vợ chồng, thương yêu nhau, bây giờ ông chồng bệnh mình phải chăm sóc. Chăm sóc một người bệnh là chồng mình mà không buồn, không khổ gì hết. Không có nói trời ơi tự nhiên cục nợ đâu. Không có. Mình làm mà mình không có trách thiền gì hết. Cái đó gọi là đối cảnh vô tâm. Người ta cần giúp ngay trước mắt mình mà mình có khả năng giúp thì cứ giúp. Và thật sự là người ta đang cần giúp, mà mình đang có khả năng giúp thì tại sao mình không làm? Cái đó là mình đang bỏ cái duyên của mình. Còn mình ấy giúp mà không biết người này có nghèo thiệt không. Nội cái mình lo nghi không cái hết cơ hội giúp rồi. Mà nhiều khi mình giúp người ta 10 đồng, 20 đồng chưa chắc là người ta sống trọn. Phải không? Cho nên mình cứ làm cái gì trong khả năng của mình. Cho nên thưa đại chúng, tất cả chúng ta, mình có thể bị người ta hỏi mình tu để làm gì. Và thậm chí đôi khi mình cũng không biết tu để làm gì nữa. Giờ đại chúng nghe Pháp Hòa chia sẻ về, thấy quý vị thấy tu để làm gì chưa? Tu, thật ra mình vẫn sống đúng không? Mình vẫn ăn đúng không? Mình vẫn mặc, vẫn nói. Nhưng bây giờ có tu thì ăn có chánh niệm, biết cái gì nó lợi cho thân tâm mình ăn. Rồi mình cũng vẫn nói đúng không? Nhưng mà bây giờ tu giúp cho mình nói năng nó từ tốn, rõ ràng, mạch lạc, từ tốn, từ ái hơn. Thế thôi. Mình vẫn đi chơi, nhưng mà tu để biết rằng chơi chỉ tới nước nào thôi. Bởi mình còn bổn phận của vợ, của chồng, của cha, đối với gia đình, không có buông thả cuộc đời mình. Rồi thí dụ như có nhiều người nói giờ tôi độc thân, tôi không cần lo. Không phải độc thân mà không lo chết còn độc nữa. Cho nên mình nhiều khi mình tu dữ dội mà mình cũng quên hỏi lại mình tu để làm gì. Cho nên Pháp Hòa thường nói với các em trẻ, Pháp Hòa nói á, mấy đứa thấy nè, cái đứa, một cái người người ta vẫn ăn để sống, mình cũng ăn để sống, nhưng mà con có thấy rằng cái ăn và sống của mình nó có lợi không? Mình sống được một ngày, mình giúp được cho ai, đó là cái sống của mình nó có lợi.
Còn nhiều khi người ta ăn, mà nhiều khi người ta chỉ muốn bồi dưỡng cái thân của người ta, mà người ta hại quá nhiều cái loài khác. Nhiều khi người ta muốn bổ dưỡng thôi mà người ta không có tiếc bất cứ con vật gì. Đi qua Quảng Đông ở Trung Quốc họ có câu: cái xứ này á, cái gì ở dưới nước đều có thể biến thành món ăn trừ chiếc tàu. Cái gì mà bay trên trời cũng có thể biến thành món ăn trừ chiếc máy bay. Ở trên đất này con gì cũng có thể biến thành món ăn trừ chiếc xe. Nói vậy đó, nghĩa là họ có thể chế biến thức ăn đến mức độ vậy. Cho nên mình cũng ăn, mọi người cũng ăn, nhưng mà mình biết ăn. Mình biết ăn để mình biết rằng cái gì mình nên ăn và cái gì không nên ăn. Mới vừa rồi có một thầy bạn, không biết thầy copy được ở đâu mà cái hình mà người ta ăn mấy đứa nhỏ đó. Quý vị có biết ta mua mấy đứa nhỏ mà sơ sanh hoặc thiếu tháng, ta ăn mấy đứa nhỏ cho bổ. Người ta hầm, trời thấy ngồi ăn ngon lành vậy đó, thầy gửi cho Pháp Hòa, thầy còn chọc Pháp Hòa nữa chứ, mời thầy xơi. Thật sự ra anh em thì vui như vậy, nhưng mà quý vị biết là mình thấy mình khủng khiếp quá. Pháp Hòa không dám nhìn lâu, xóa hết mấy cái hình, không dám coi lâu, sợ quá. Bây giờ mà mình, xin lỗi, bây giờ mình đi ngang một cái tiệm thịt á, mình thấy người ta treo một con heo nguyên là mình đã thấy khủng khiếp rồi. Mình cảm thấy như một cái thân người có mắt, tai, chân, cẳng như vậy. Nói như vậy không có phải là mình chê cái gì hết, nhưng mà để cho đại chúng thấy á, mình cũng ăn, rồi mình cũng tiêu xài. Nhưng có tu thì mình biết cái gì cần thì mình xài, cái gì không cần không phí. Ngày hôm qua hỏi phước huệ đó. Phước là mình, cái mình có. Mà quan trọng có trí tuệ để sử dụng cái mình có không? Mà người mà có trí mà sử dụng như vậy thì có phước mà sanh thêm phước. Thưa đại chúng, Pháp Hòa nói thêm này không phải là Pháp Hòa khoe đâu, nhưng mà cái cách Pháp Hòa sống để rồi chia sẻ với đại chúng thôi. Nhiều khi người ta ăn một bữa cơm á, để một cái tờ giấy mà lau này nè, nó dày quá, xài không hết. Mà đôi lúc mà mình thấy dày quá, mình cắt làm hai mình xài. Mà lỡ cái phương tiện mình phải xài xong rồi, trước khi mình gom dục á, mình lấy cái này mình lau hết nước tương, những cái gì dơ trên bàn, rồi mình dục một lần để cho nó đỡ một cái tờ giấy sạch khác đi. Hay là nhiều khi người ta gửi thư đến mà nó còn trống một khoảng dưới, Pháp Hòa không có bỏ đâu. Để khi nào Pháp Hòa cần in cái gì mà không phải xài một tờ giấy, Pháp Hòa sẽ canh ở trong cái computer cho nó vừa vặn cái miếng giấy dư đó. Mà xài đi lật lại một chiều. Xài như vậy không phải là mình bủn xỉn hay mình cái gì đặc biệt, nhưng mà mình thấy tại sao mình phải phí một tờ giấy trong khi mình chỉ cần một khúc đó thôi. Rồi mình phí một tờ giấy nguyên, rồi mai mốt mình xài cái gì? Rồi ai cũng sống như vậy thì làm sao mà cái xã hội này nó không bị ô nhiễm được? Cho nên tình thương của mình nhiều khi không có cần gì lớn lao đâu, nhẹ nhàng thôi. Thậm chí đi vào những nơi công cộng, Pháp Hòa cũng không có phí cái gì hết. Cái gì mình thật sự cần mới dám xài. Dù người ta cho mình free hoặc mình nghĩ tôi trả tiền đó đó, tôi trả tiền, tôi vô hotel, tôi vô khách sạn, tôi sống, tôi trả tiền đó, cho nên tôi mặc tình, tôi phí. Nhưng mà mình cũng không sao, nhưng mà nó tổn cái phước của mình thôi. Có một hòa thượng dạy một câu Pháp Hòa tâm đắc lắm: phước nên tích không nên tán, tức là phước thì nên tích mà không nên tổn. Thí dụ như bây giờ mình có tuổi trẻ, mình có sức khỏe, nhưng mà mình biết mỗi ngày mình đi tới cái tuổi già và sức khỏe mình mỗi ngày nó giảm, ngay trong khi còn khỏe, còn trẻ đừng phí. Hãy nên làm những gì có ích cho đời, cho người, ít ra cũng là ích cho gia đình, cho xã hội, cho đặc biệt là người thân của mình. Vậy thôi.
Chỉ cần mình nhẹ nhàng như vậy, tự động mình đi truyền bá đạo Phật. Đạo Phật không bao giờ mất nếu tất cả đệ tử chúng ta biết ứng dụng lời Phật dạy, sống nhẹ nhàng trong cuộc sống, để cho người ta thấy rằng Phật là gì? Phật là giác. Mà đệ tử Phật nghĩa là đệ tử của sự giác ngộ. Mà sống với giác ngộ, sống với cái chánh, sống với cái tịnh, thì làm sao đạo Phật mất được? Mà làm sao gọi là mạt pháp được? Pháp Phật không có mạt. Chúng ta hiểu sai, làm trật lời Phật mới mạt, chứ còn pháp Phật làm sao mạt được. Thí dụ Phật nói đời này con người sanh ra phải có sanh già bệnh chết, chân lý đó không thay đổi. Bây giờ 1000 năm sau con người còn sống đây thì chân lý này vẫn ứng dụng, áp dụng đúng như vậy, không có gì mạt. Chữ mạt nghĩa là khi chúng ta không còn sử dụng được đạo lý của Phật. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa gửi cho đại chúng những cái lời mà Phật nhắc nhở chúng ta, để chúng ta biết chúng ta phải làm gì trong cuộc sống và ứng dụng cái chữ tu của mình cho nó đầy đủ. Hôm nay được gặp tất cả quý Phật tử ở trong đạo tràng Phương Tịnh này. Và như hồi nãy Pháp Hòa có thưa, tịnh nghĩa là chúng ta lắng, phương nghĩa là đẹp. Khi chúng ta lắng thân tâm của chúng ta bằng lời Phật dạy thì cách sống của chúng ta rất đẹp. Và chúng ta sẽ được câu trả lời cho tự mình, chúng ta tu để làm gì. Và chúng ta đã có trí rồi thì chúng ta sẽ linh động và sống cuộc đời tùy theo hoàn cảnh của mình. Thí dụ bây giờ quý vị không có thì giờ lễ Phật hay tụng kinh ở nhà, mình lên xe mình nghe pháp, mình niệm Phật, mình trì kinh cũng được. Ở đâu cũng đạo tràng, không nhất thiết là ở bàn Phật. Nhưng tại sao chúng ta có bàn Phật, chúng ta làm lễ? Để cho chúng ta có được một cái sự định tĩnh và hướng tâm. Nhưng nếu vì hoàn cảnh không được cũng đừng buồn là mình không được tu. Tu ở đâu cũng tu mà. Có nhiều Phật tử làm băng dĩa cho người ta nghe, nhưng mà nếu những vị nào mà làm băng dĩa cho Phật tử nghe đó, thì trong khi quý vị in cái dĩa đó, quý vị hãy chú nguyện vào trong cái dĩa đó. Bằng cách nào? Nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Chữ chú nguyện là vậy đó. Chú nguyện là mình đưa tâm mình vô đó. Nếu mà mình có một người thân bệnh, quý vị lấy thuốc cho người thân uống đó, thì quý vị thay vì đưa khơi khơi, thì khi rót thuốc vô trong tay rồi thì nguyện liền, chú nguyện liền. Nguyện người bệnh uống thuốc, bệnh tật được tiêu trừ, căn lành được tăng trưởng. Chú nguyện. Rồi mình có con mà nó bệnh, nó có thể nó bệnh si khờ, nó bất cứ thứ bệnh gì, thay vì mình nấu ăn cho con, mình tắm rửa cho con, mình không có chú nguyện gì hết, mình nói chuyện, mình la rầy, mình nói này nói kia, chú nguyện vô đó. Mỗi một gáo nước mình xối lên, nguyện gáo nước này trở thành nước thanh lương, rửa sạch bệnh tật tội cấu cho con của con. Nó sanh ra đời này từ nhỏ nó bệnh là do nghiệp. Nghiệp là nghiệp của nó, nhưng mà nợ là nợ của mình. Tại vì nó phải mang cái bệnh, còn mình phải cưu mang, mình chăm sóc nó. Như vậy là nghiệp của nó mà nợ của mình. Mà khi nó giảm nghiệp thì nợ mình cũng giảm. Cho nên một khi mình có tu là người thân mình bắt đầu nhẹ ra, mình có chuyển hóa là người thân mình có hạnh phúc ra. Tu như vậy thôi. Và quý vị cứ nhớ, tu làm sao mà ngay trong giây phút hiện tại này, mỗi ngày mình có an vui, có hạnh phúc. Mà hôm nay mình có an vui thì nhất định ngày sau mình sẽ được an vui, chứ không phải tu 30 năm sau mới được an vui. Hay là khi mình bỏ cái thân này mình chết đi, mình mới về cực lạc. Cực lạc, cực khổ song song. Hai đường cực hết, biết dông đường nào.
Bây giờ mà cực lạc cực khổ song song, hai đường cực hết, con vong vô chùa. Thôi chúc đại chúng an vui và xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều.